sâu sắc cái khổ của sinh lão bệnh tử và khao khát thoát ra, mong sớm được lìa khổ được vui. Cũng nhờ vậy mà nhiều người bước vào con đường học Phật. Thế nên những khảo nghiệm, những mài luyện đó, bao gồm cả thân nhân quyến thuộc, thực tế đều là đại thiện tri thức của mình. Chúng ta nên dùng tâm cảm ơn, tâm chân thành mà đối đãi với họ. Tiêu Hồng có một người mẹ thiện lương, bà đối với cô đặc biệt quan tâm, chăm sóc chu đáo từng tí từng ly. Nhưng do sát nghiệp chướng ngại, đến nay đối với Phật, bà vẫn ở lưng chừng giữa tin và không tin. Nhưng đôi lúc mật ngọt của tình chấp trói buộc cũng đem đến nhiều phiền lụy. Mẫu thân Tiêu Hồng thường ước nàng giống như con chim nhỏ luôn nương tựa nép vào bà. Mặc dù hai mẹ con họ sống chung bên nhau, nhưng chỉ cần con gái về muộn một chút thì di động của Tiêu Hồng liên tục reo vang, trong máy không ngừng vọng ra âm thanh người mẹ nhắc nhở dặn dò nàng phải về nhà sớm bình thường. Ngay cả lúc Tiêu Hồng vào sở làm, mẹ nàng vẫn luôn gọi điện hỏi thăm. Thậm chí khi nàng ở nhà xem sách, mẹ vẫn theo dõi, hỏi giờ con đang xem gì đó. Nàng mặc áo, ăn cơm hay làm gì, mẹ nàng luôn kiểm tra tỉ mỉ. Tiêu Hồng biết mẹ thương, đối với mình rất tốt, trong lòng cũng sinh tâm hiếu thuận. Nhưng năm nay Tiêu Hồng 32 tuổi rồi, đối với lòng thương chấp chặt giữ riết bên mình như thế của mẹ, khiến nàng cảm thấy bị áp lực, mất tự do và chịu không thấu. Một tối nọ, Tiêu Hồng cùng mấy bạn đạo họp mặt, dự tính sẽ về muộn một chút. Trước đó cũng đã thưa với mẫu thân, nhưng mẹ nàng vẫn không yên tâm, liên tục gọi điện thoại tra vấn. Sao muộn thế mà còn chưa về? Rốt cuộc là họp cái gì? Ở đâu? Với ai? Tiêu Hồng ráng nhẫn nại hồi đáp. Cuối cùng cuộc họp chưa kết thúc, nàng đã phải thu xếp đi về. Nhưng mẫu thân vẫn không vui, cứ gọi điện hỏi mãi. Tiêu Hồng luôn phải chịu đựng, dỗ về trấn an. Có vậy những kích động trong lòng mẹ mới dịu lại. Tiêu Hồng vô cùng thắc mắc, hỏi tôi. Vì sao mẹ đối với em quan tâm quá mức như thế? Tôi đáp. Duyên khởi duyên diệt, tất cả đều có nguyên nhân hậu quả. Tình mẹ thương con chấp chặt trầm trọng thế này, bắt nguồn từ nguyên nhân xa xưa vào thời cổ đại bên Ấn Độ. Vào thời đó, tại miền Nam Ấn Độ, có một vị vương tử cao quý cư ngụ. Hôm đó giống như mọi lần, vương tử cưỡi con bạch mã, tay cầm một cái lồng vàng, trông nhốt một con chim nhỏ cực kỳ xinh đẹp. Điều kiện ăn ở của con chim này cực kỳ ưu việt. Hằng ngày luôn có thức ngon, cái lồng còn được trang trí bằng hoa tươi xinh đẹp. Song con chim lúc nào cũng nhớ đến thế giới bên ngoài, rất khát khao được tung cánh tự do. Thế nhưng do chủ nhân quá sủng ái, nên ông quyết định số mệnh nó suốt đời phải bị nhốt trong lồng này. Con chim thời cổ đại, đời nay là mẹ Tiêu Hồng. Con Tiêu Hồng chính là vị vương tử thời xưa đó. Do kiếp xưa nàng đã hành xử bằng tình chấp trói buộc, nên đời này phải lãnh lại quả báo y hệt vậy. Cũng được mẹ cực kỳ quan tâm, chăm sóc, giữ chặt bên mình. Dù tuổi hơn 30, nhưng nàng vẫn không có tự do. Còn bạch mã chính là phụ thân Tiêu Hồng. Theo như lời Tiêu Hồng xác nhận, hồi nàng còn nhỏ, phụ thân luôn cam tâm tình nguyện để nàng cưỡi trên lưng trên bụng, còn cảm thấy rất hạnh phúc vui vẻ. Sau khi nghe tôi giải thích rõ ngọn nguồn rồi, Tiêu Hồng đã hiểu minh bạch. Hiếu dưỡng cha mẹ chính là ngoài việc quan tâm chăm lo đời sống và tuy thuận, không bội phản luật nhân quả ra, còn phải hướng dẫn cha mẹ đến với Phật Pháp, tin sâu nhân quả, chánh tính với đạo, dứt ác hành thiện, bước vào con đường học Phật giải thoát. Đó mới là đại hiếu chân chánh. Giải thích thêm. Thời Bắc Tống, Âu Dương Tù có làm một bài thơ chim quả mi như sau. Trăm ngàn tiếng hót véo von, bỗng trầm cao thấp vượt ngàn núi sông. Chẳng buồn khi ở trong lòng, đâu vui bằng lúc phiêu bồng bay cao. Vì sao tiếng chim hót trong lòng không hay bằng hót giữa rừng cây? Bởi vì chim mất tự do nên tiếng hót u buồn không vui. Nhân như thế thì quả như thế. Con chim nhỏ đời quá khứ hiện nay không những sinh làm người mang thân nữ, lại còn làm mẹ của vị vương tử ngày xưa
từng yêu thương sủng ái, nhốt nó mãi mãi trong lòng. Mẹ yêu con là đạo lý đương nhiên, nhưng người con gái tuổi đã hơn 30 lại bị tình chấp đó trói buộc không có chút tự do. Tham ái là nguồn gốc sinh tử, thuở đầu do Vương Tử phát ra tâm tham ái và dùng nó để trói buộc, không cho phép chim nhỏ được tự do, thì đời nay chim nhỏ cũng dùng tâm tham ái chiếm hữu, đối xử y như vậy cùng Vương Tử. Trong kinh 42 chương, Phật dạy: do ái sinh lo, do ái sinh sợ, nếu lìa tham ái, nào lo nào sợ. Kinh Viên Giác thì nói: nên biết, ái là cội rễ sinh tử luân hồi. Có thể thấy, đời đời kiếp kiếp, chúng sinh luân phiền trói buộc nhau không ngừng nghỉ, chỉ vì tham ái tình chấp. Tu hành giống như đi trên băng mỏng, phải cẩn thận nghiêm trì giới luật, viễn ly tham ái và chấp trước, mới có thể giải thoát. Ác báo sát sinh. Đầu xuân, trên chuyến tàu hỏa về thăm nhà, tôi gặp đôi vợ chồng trẻ dẫn theo đứa con gái 3 tuổi đi khám bệnh. Khi chuyện trò mới biết bệnh đứa bé này có sẵn từ lúc mới sinh, rất khó trị. Cha của con bé vén lưng nó lên cho tôi xem, thật khiến người ta giật mình kinh ngạc. Nhìn mặt bé gái thanh tú khả ái là vậy, nhưng trên lưng nó nổi đầy một bỏng lớn nhỏ cao thấp bất đồng, nằm lộn xộn hỗn loạn, giống như người bị phỏng nước sôi nghiêm trọng. Nghe hai vợ chồng khổ đau kể lể, trước mặt tôi bỗng hiện ra một hoạt cảnh. Có một con mèo rừng lông xám đen thường đến nhà vợ chồng nông dân nọ để ăn dụng. Ngày nọ, ông chồng mua 10 con vịt về thả trong vườn nuôi, nhưng cứ qua một ngày thì mất 2 con vịt. Tới ngày thứ 3, ông bí mật trình xem thì phát hiện hung thủ chính là con mèo rừng. Thế là hai vợ chồng bèn đặt bẫy bắt được nó. Họ đem nhốt trong lồng sắt, rồi dùng cây nhọn chọt đâm nó tàn nhẫn, vừa đánh vừa mắng: đồ súc sinh này, dám trộm vịt nhà tao, mì chẳng được chết yên lành đâu. Thấy con mèo đã bị thương mà còn ráng sức giãy giụa, họ bèn ra tay tàn độc, nấu nước sôi đem chế lên lưng nó. Con mèo rừng đau đớn, thét la mãi cho đến khi chết đi, hai vợ chồng mới dừng tay. Lúc ấy bà vợ đang mang thai, thần thức con mèo rừng ôm đầy oán hận liền đoạt xá, tức là giành chỗ nhập vào thai. Kết quả nó sinh làm con gia đình này, bây giờ chính là cô bé trước mắt đây. Tôi hỏi hai vợ chồng: có phải các vị từng làm một con mèo rừng chết phỏng? Người chồng nghe nói mặt mày tái nhợt, giật mình lẫn ngạc nhiên, căng thẳng đáp: ngài làm sao mà biết được 3 năm trước chúng tôi có giết một con mèo rừng hả? Con gái hai người bị bệnh là thuộc bệnh nhân quả, chỉ có tu theo pháp Phật mới có thể giúp cả nhà các vị. Dạ thưa ngài, chúng tôi đều tin Phật, năm nào cũng đến chùa thắp hương lễ Phật cầu bình an. Học Phật chân chính không phải là cứ nhắm mắt thắp hương lễ cầu bình an, làm vậy là ngoài tâm cầu pháp. Các vị phải sửa bỏ tật nóng nảy và tính khí không lành của mình đi. Sau khi về nhà, nhất định phải sám hối sát nghiệp đã tạo trong quá khứ, phải ăn chay và tụng 100 bộ kinh Địa Tạng, còn phải dốc sức phóng sinh, hồi hướng cho con gái mình. Bởi vì hai người đã tạo sát nghiệp, kết thành ác duyên, nên mới có đứa con như thế. Hai vợ chồng vừa sợ vừa mừng, tỏ vẻ ăn năn. Ngày đó họ phát nguyện sẽ vì đứa bé ăn chay tụng kinh hồi hướng, sau khi về sẽ tu tập tốt như lời dặn. Giải thích thêm: nhân loại chúng ta tự cho mình là loài chí linh trong vạn vật, vì tư dục mà ra tay tàn sát sinh linh không có chút từ tâm thương xót. Ngài Tuyên Quá từng nói: ngàn vạn lần chẳng nên kết oán cùng chúng sinh, nếu không khi quả báo ập đến, chúng ta sẽ khổ không kham nổi. Chúng ta tin Phật thì phải tin sâu nhân quả, nghiêm trì giới luật. Đoạn ác là giúp mình đóng lại cánh cửa bước vào địa ngục. Tu thiện là mở ra cánh cửa thiên đường cho mình. Học Phật là tu tập bước vào con đường rạng rỡ quang minh, thoát ra tam giới. Lão Điền. Nhà Tiểu Điền là gia đình Phật hóa, gia cảnh tuy không giàu,
nhưng cuộc sống rất hạnh phúc tự tại. Nguyên nhân Tiểu Điền phát tâm học Phật bắt nguồn từ câu chuyện ly kỳ của phụ thân cô. Phụ thân Tiểu Điền, từ đây xin gọi Lão Điền, là một nông phu miền Nam điển hình, có đủ phẩm hạnh siêng năng cần lao cố hữu của một nông gia. Hằng ngày hễ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cứ thế mà sống qua năm tháng. Hôm nọ, nhà nông tất bật giới vụ mùa nên Lão Điền phải làm việc mai đến 11 giờ khuya. Xong việc, ông lê bước mệt mỏi, vừa quét mồ hôi vừa đi trên con lộ nhỏ quen thuộc để về nhà. Đang đi mãi miết, tới khúc quanh, bỗng ông thấy xuất hiện mấy bóng đen xông thẳng vào mình. Chúng còn quát lên âm thanh khàn khàn. Đứng lại, không được đi. Thoạt nhìn, Lão Điền cho rằng mình đã gặp bọn cướp, liền vung cuốc lên, hung hăng đánh nhau và bữa trúng một người trong bọn họ. Chỉ nghe vang lên một tiếng chảng, rồi không thấy mấy bóng đen kia đâu nữa. Lúc này Lão Điền sẵn trớn còn vung cuốc đập bừa vào chung quanh thêm mấy cái nữa. Nhưng loáng một cái, bỗng quá ra đánh vào đỉnh đầu mình. Thế là sau đó xảy ra việc chi ông cũng không nhớ được. Thực ra mấy bóng đen đó là những chúng sinh thuộc cõi quỷ, chính là oan và trái chủ. Đời trước ở trên chiến trường từng bị Lão Điền sát hại, họ ôm oán hận không nguôi nên lúc nào cũng chờ dịp để báo thù. Theo lời vợ Lão Điền nhớ lại kể thì diễn tiến sau đó như thế này. Tối hôm ấy gần 12 giờ tôi đang ngủ, đột nhiên nghe trong nhà bếp có âm thanh vang lên. Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi. Khi tôi chạy vào bếp thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi bủng rủng cả người. Té ra là ông xã Tuấn Tú nhà tôi đang nổi điên. Ông vừa hướng không trung chém loạn xạ, vừa ho hét inh ỏi. Lúc ấy tôi sợ đến phát run cầm cập. Sau đó thì hô quán nhờ láng giềng sang hỗ trợ, phụ đưa ông xã tới bệnh viện. Sau này bà con chòm xóm bàn tán xôn xao. Họ nói, Lão Điền gặp phải lũ quỷ rồi phát điên. Ngày đây tôi xin nhắc nhở mọi người, lúc đi đường trong đêm tối mà nhìn thấy bóng đen, hoặc khi đi qua nghĩa trang hay nhà bỏ hoang nào, nếu trong lòng cảm thấy sợ thì tốt nhất nên niệm Phật hoặc tụng chú. Làm vậy không những giúp tiêu trừ mọi quản sợ trong tâm mà còn giúp ích nhiều cho những chúng sinh mà mắt thịt không nhìn thấy được. Lão Điền điên một trận tới 30 năm. Mãi đến mấy năm gần đây, ông bắt đầu nghe giảng Phật Pháp. Sau khi thọ tam quy rồi, bệnh tình mới dần chuyển tốt. Tiểu Điền vì lo cho phụ thân mà phát nguyện ăn chay, thường cùng mọi người tổ chức phóng sinh, in kinh Phật, kiên trì tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho phụ thân, hy vọng ông có thể sớm hồi phục. Nhờ con gái cố gắng như vậy, bệnh tình Lão Điền ngày càng ổn định, tư duy dần hồi phục bình thường. Hiện nay Lão Điền giờ giờ phút phút đều kiên trì niệm Phật, tâm vô vọng niệm, mặc dù sinh hoạt chưa hoàn toàn tự lo, nhưng sống rất hạnh phúc, an lạc. Nếu khéo tu kiên trì không lười mỏi thì cuối cùng cũng có ngày thoát khỏi biển khổ sinh tử. Phật Pháp giống như Thái Dương, không những phá tan si ám mà còn sưởi ấm nhân gian. Quan trọng là bạn có chịu mở lòng ra để đón nhận hay không? Nguyện tất cả chúng sinh đều có thể tin theo, thọ trì theo lời Phật dạy để khai mở trí tuệ, sớm được ánh dương chiếu soi tiêu tan si ám. Tiền kiếp của cụ rùa. Ngày 25 tháng 6 năm 2011, tôi và một số Phật tử đến tham dự pháp hội siêu độ nơi chùa Thúy Phong thuộc núi Cửu Hoa để cầu siêu cho tất cả chúng sinh tử nạn vì chiến tranh thiên tai quả ương. Lúc mọi người rời sư tử hóng đường thì bỗng nghe một pháp hữu kể, hôm nay có người đem cặp rùa già mới mua tới chùa phóng sinh. Nghe nói hai cụ rùa này sống đã mấy trăm năm, hiện đang để tại điện Địa Tạng. Chúng tôi rủ nhau cùng đến thăm. Thế là mọi người đông đến điện Địa Tạng. Thấy hai con rùa này dài khoảng 70cm, nặng độ mấy mươi ký, đang nằm yên trên đất. Mọi người đông niệm quy y cho chúng ba lần, rồi bảo, hai vị cần sám hối, cải ác hướng thiện, ráng tu hành cho tốt, thành tâm phát nguyện tương lai mình lìa khổ được vui, xả bỏ thân súc sinh, xin sang Tây Phương Cực Lạc, thoát khổ luân hồi lục đạo. Một vị reo lên,
Mọi người xem, rùa gật đầu kia. Ai nấy nhìn theo, thấy con rùa to nhất nãy giờ đang rụt đầu trong giỏ. Giờ đã thò ra, liên tục gật đầu trước Phật, giống như đang đảnh lễ. Và cũng tỏ thái độ như thể là nó đã nghe và hiểu thấu những gì mọi người nói. Quả Tịnh cũng từ Tứ Xuyên đến tham gia pháp hội. Sẵn dịp cô kể cho mọi người nghe nhân quả của hai con rùa này. Con rùa to nhất là rùa đực, đời trước giống là người tu hành. Và một kiếp ở Ấn Độ, nó giống là người xuất gia, nhưng chỉ biết tu phúc tạo thiện. Tính rất ưa phóng sinh, nên đã phóng thích vô số sinh mệnh, tích lũy được nhiều phúc báo. Nhưng do chẳng minh bạch là, tu hành phải có chí cầu thoát ly sinh tử. Nó chỉ thiên về tu phúc, không tu huệ, nên nội tâm còn đầy tham sân si, phiền não. Kết quả, nó vô phương giải thoát sinh tử. Sang đời sau, nhờ phúc thiện từng tạo, nên nó sinh làm phú ông, lại sống si mê, bung mình thụ hưởng, hoàn toàn quên mất chuyện tu hành. Trọn đời chỉ biết tận tình thọ hưởng thụ ngũ dục. Đời sau nữa, nó sinh ra làm gã lái thuyền đưa người qua sông, bị tham tâm sai sử, nên thấy sắc tài là mê đắm, lý trí bị che mờ. Nó chiêu mộ nhiều tên lưu manh cùng xúm nhau làm ác. Hễ thấy khách có mang theo nhiều tiền bạc, hành lý, thì chờ khi thuyền đến giữa dòng, ra tay đoạt hết của, xô người xuống sông, làm cho họ chết chìm. Còn hễ thấy gái đẹp, thì chúng liền bỏ thuốc cho các nàng mê man rồi cưỡng hiếp. Sau đó đem nạn nhân bán cho kỹ viện, lấy tiền tiêu xài. Do trong quá khứ ông rùa này đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên, đúng ra là tội nặng phải đọa địa ngục. Nhưng nhờ xưa có tạo phúc, quả lành hưởng chưa hết, nên sau khi chết rồi, hắn chỉ đầu thai vào cõi thú, sinh làm rùa đen. Hắn được trường thọ là nhờ quá khứ đã phóng sinh vô số loài, hồng phúc còn nên tiếp tục hưởng. Chỉ đáng tiếc, do ngu si tham sân mà hành sự điên đảo, nên giờ mang thân xuất sinh chỉ hưởng được phúc trường thọ mà thôi. Còn con rùa nhỏ hơn nằm bên cạnh, chính là vợ hắn trong các kiếp trước. Do khi chồng làm ác, vợ cũng tùy hỷ, hân hoan tiêu thụ tiền bất chánh, cùng vui vẻ hưởng thụ với nhau, chẳng hề biết ngán cản mà luôn a dua tán thán việc ác chồng làm. Do tội nghiệp đó mà cũng đồng sinh vào cõi thú, cùng sống bên nhau. Nhân quả không mảy may sai lệch. Hôm nay người cứu chúng thoát khỏi tay đồ tể đem đến đây phóng sinh, chính là một vị trong kiếp trước được chúng phóng sinh. Hiện giờ chúng đến đạo tràng Địa Tạng Vương này, được nghe Phật lý và nguyên nhân đọa lạc của mình. Chúng đã nhớ lại các sự tình, hiện đang xa nước mắt, khóc lóc sám hối các tội chướng trong quá khứ đấy. Rõ ràng là cặp rùa đang khóc. Dĩ nhiên là tôi nhìn thấy. Tôi còn cúi thật thấp để quan sát cho rõ hơn. Chính xác là cặp rùa không ngừng rơi lệ, mắt chúng nhòa nhẹt ướt đẫm. Có một pháp hữu nghi ngờ hỏi. Nhà khoa học nói, rùa biển và rùa nước có thể khóc, vừa để đầu thải muối ra, vừa giúp làm cho mắt tư nhuận. Có đúng không? Quả Tịnh nói. Đúng vậy. Nhưng hiện thời chúng khóc không phải vì tình huống này đâu. Chúng khóc là do quá xúc động. Bởi tôi nhìn thấy nơi ánh mắt hai con rùa đang hiển lộ nét sâu thẳm áo não, nhìn giống như cặp vợ chồng cổ trang thời xưa. Quả thực là chúng đang buồn rầu khóc lóc. Hiện tại không những chúng hối hận các lỗi đã tạo trong quá khứ, mà còn nhớ đến những cháu con quyến thuộc đang bị ly tán. Té ra là vậy. Mọi người xúm nhau an ủi cặp rùa. Bỗng Quả Tịnh bảo tôi. Lão rùa có chuyện muốn nói. Nó hỏi, các vị đều khuyên nó nguyện cầu tương lai giảng sinh cực lạc thế giới. Nhưng trước đây nó chưa từng nghe qua tên địa phương này. Nó muốn biết dùng này như thế nào, đến đó có tốt không? Quả Tịnh bảo tôi. Muội không rành giảng kinh, xin huynh vui lòng giảng Phật Pháp cho chúng hiểu rõ giùm. Tôi bèn giảng đại ý Phật thuyết A-di-đà kinh cho chúng nghe, rồi nương theo đó giải thích Tây Phương Tịnh Độ là nơi chư thượng thiện nhân đồng cư, thọ mệnh vô tận, cảnh giới trang nghiêm, tu hành bất thoái, nhất định sẽ đạt Phật quả thù thắng. Hai con rùa chăm chú lắng nghe và liên tục gật đầu. Chiều ngày 26 pháp hội kết thúc, chúng tôi bình trịnh từ biệt tự viện. Chuyện cặp rùa khiến mọi người xôn xao xúc động, vì thấy tam giới như nhà lửa, luân hồi là khổ, thân người là quý báu. Nếu phiền não không trừ, nhất định sẽ phải lưu chuyển sinh vào cõi thấp kém.
Do vậy mà tất cả cùng nguyện: đời này không lưu luyến ta bà, cầu xin tịnh độ, vĩnh biệt sinh tử. Tất cả chúng sinh đều có đủ Phật tính, nhưng vì vô minh che bản tâm, xin khuyên mọi người chớ để thời gian trôi qua uổng phí, hãy tinh tấn tu cho giải thoát để xuất ly sinh tử. Nguyện tất cả chúng sinh đều tinh thọ Phật Pháp, biết trân quý sinh mạng, đoạn trừ sát sinh, dứt ác hành thiện, đồng ngộ Phật lý, cùng tu tinh tấn để sớm chứng Bồ Đề. Quả trụ. Câu chuyện phóng sinh. Khi mới ra trường, tôi về công tác tại huyện Yên Châu, một huyện nghèo thuộc tỉnh Sơn La. Tại Yên Châu, thú rừng thường hay bị bắt để ăn thịt, đem bán hoặc nuôi chơi. Tính tôi thích động vật nên hay mua những con lạ về nuôi. Trước đây do ở cùng gia đình nên có muốn nuôi cũng không được. Giá lại trên thị xã Sơn La, chỗ tôi ở trước cũng không hay có thú rừng nên với tôi con gì cũng lạ. Tôi thường dặn học sinh, nếu thấy ở đâu bán thú rừng lạ lạ thì báo lại với tôi. Tôi dạy môn nhạc, môn của tôi còn ít giáo viên. Thường tôi cứ dạy kỳ 1 dồn hết tiết cho xong sớm. Kỳ 2 đi tăng cường công tác trường khác, nên rất nhiều học sinh ở các trường là tai mắt cho tôi trong việc tìm mua thú rừng. Là giáo viên nên tiền lương chẳng bao nhiêu, có bao nhiêu tiền tôi dồn hết vào mua thú. Có lần học sinh bảo, trên Mường Lụm có nhà nuôi con cày hương hay lắm. Họ nuôi như nuôi chó trong nhà, thả trong, chủ đi đâu con cày cũng chạy theo. Lúc thường thì nó nằm ở một ngăn trong cái chạn. Nghe vậy tôi khoái lắm, nên ngay Mường Lụm xem. Đến nơi thấy đúng thật như vậy. Con cày này rất khôn. Khi chủ nhà muốn giới thiệu với khách, chỉ cần gọi là nó chạy ra, lăn lộn chơi đùa, cắn tay trêu khách. Nó cắn đùa thôi chứ không cắn thật. Sau này tôi nuôi mấy con, bị mấy cái cắn thật của loài này mới hiểu. Con cày này rất đẹp, lại thông minh nên tôi khoái lắm, quyết về mua mấy con nuôi chơi. Thấy chủ nhà bảo họ nuôi từ lúc nhỏ, cày nó mới quen, nên tôi cũng tìm bắt con nhỏ. Thời gian sau, tôi mua được 2 con cày nhỏ, lại thêm 1 con cày to bằng con chó lớn. Nghĩ tới cảnh thả chúng chạy rong, tôi rất khoái. Nuôi mấy hôm, tôi bị cắn mấy phát, chảy máu. Rất đau, răng nó sắc như dao. Học sinh của tôi đến chơi cũng có vài em thò tay trêu bọn cày và bị cắn. Một thời gian sau thấy nó không cắn mình nữa, tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện thả. Tôi thả 2 con nhỏ trước, lúc đầu chúng nó quanh quẩn bên lòng, tôi bèn kệ nó. Thế là cả 2 con chuồn luôn. Tôi bỏ mấy quả chuối quanh lòng dụ nó về, nhưng bọn nó chỉ về ăn chuối, ăn xong lại lặn mất tâm. Nhiều người gợi ý tôi vây lưới mà bắt, rồi thịt mà ăn đi thôi. Nhưng tôi nuôi để chơi, bảo thịt thì thà đem thả cho xong. Được một thời gian, đến chuối bọn chúng cũng chẳng thèm ăn, không biết lặn mất tâm đi đằng nào. Bà chủ nhà cáu tôi lắm, phàn nàn luôn, vì bác ấy thích cho chúng vào nồi. Một dạo có người trên chiền khoi tới chỗ tôi rọ bảo, mới lên rẫy bắt được con khỉ, biết tôi hay mua nên muốn bán cho tôi. Tôi liền theo người đó lên nhà họ ở chiền khoi xem, thấy đó là một con cu ly lớn. Loại này nhìn tương đối giống loại cu ly nhỏ, nhưng nó to hơn. Loại lớn có trong sách đỏ, còn loại nhỏ thì không. Tôi mua con này. Nuôi một thời gian, thấy nó cứ vạch lòng muốn trốn. Hở chút thôi là chạy mất tiêu. Lại gầy tọp đi. Tôi xót quá, nghĩ tới chuyện thả. Trước đây tôi cũng thường thả chim. Lúc thả chưa biết đó gọi là phóng sinh. Chỉ là thấy họ bán mấy con chim đẹp thì mua về. Lúc ngắm chơi lại nhìn thấy mấy con chim trong lòng của mình nhảy loạn xạ lên khi thấy bọn chim ở ngoài bay hót. Nên thấy tội nghiệp mà thả thôi. Cứ mua lại thả, thả xong lại mua. Lần này định thả con cu ly lớn. Tôi nghĩ mãi, vì tôi tiếc con này. Tuy nhiên khi nghĩ kỹ tôi quyết định không chỉ thả con cu ly lớn đang gầy yếu mà thả hết luôn số động vật tôi đang nuôi. Vì tôi nghĩ con này nó buồn quá mà gầy gò vậy. Những con khác tuy không gầy, nhưng chắc gì đã muốn tôi nuôi chúng,
Thế là tôi đem thả hết, cả con cầy to tướng kia cũng thả luôn. Vì muốn giáo dục học sinh, nên hôm thả tôi gọi mấy em học sinh hay đến chỗ tôi chơi đi thả cùng. Chúng tôi mang thú lên chiền khôi, mang vào tận rừng thả. Lúc ở nhà, có lần con cu ly đó sổng chuồng, nó chạy rất nhanh, khác hẳn kiểu lười biếng chậm chạp, cả ngày không nhúc nhích khi bị nhốt. Lần nó sổng, tôi phải vất vả lắm, lại có nhiều người quay mới bắt lại được. Vậy mà lần này thả hẳn, dốc nó ở trong bao ra, không biết nó gì lâu mới nhìn thấy rừng lại, hay biết được thả luôn mà cứ ngẩn ra không chịu chạy, cứ nhìn rừng phía trước, rồi lại ngoảnh đầu nhìn tôi như không tin. Sợ nó cứ lười biếng không đi, nằm ngay ven rừng bị người ta bắt lại, nên tôi đặt nó lên một cành cây, lại rung rung cành cây để đuổi cho nó chạy. Vậy mà nó không chạy, khác hẳn khi trước, hở ra là bò đi vung vút. Nó ngoảnh hẳn đầu lại nhìn tôi, ánh mắt rất cảm kích. Thú thực là mắt của nó vốn to, bình thường chẳng thấy gì biểu cảm ngoài vẻ buồn bã lười biếng. Thế mà lúc đó, từ mắt nó, tôi cảm thấy sự cảm kích thật sự. Tôi chưa từng thấy ánh mắt của con người nào thể hiện được sự cảm kích như vậy, kể cả trên phim. Tôi cứ đập cành cây và nó cứ nhìn tôi. Một lúc rồi nó cũng ngoảnh đầu lại bò đi. Sau hôm đó về, tôi nhớ mãi ánh mắt của nó. Đó là ánh mắt cả đời tôi không quên được. Sau này tôi có kể cho nhiều người, nhưng không ai tin cả. Họ cứ bảo tôi nghĩ quá. Chỉ có học sinh đi cùng tôi lúc đó là công nhận ánh mắt lạ. Và trên đường về, các em ít nói hơn, không ồn ào như khi đi. Một điều lạ nữa là, một thời gian ngắn sau khi thả con cu ly đó cùng mấy con thú khác, tôi được chuyển công tác từ Yên Châu về Hà Nội. Trước đó đã có nhiều lần gia đình tôi xin cho tôi chuyển công tác vì không muốn tôi ở vùng hẻo lánh đó mãi, mà chuyển không được. Anh chị tôi quan hệ rất rộng và thương em nên cũng rất để ý đến việc chuyển vùng của tôi. Có lần mấy người anh kết nghĩa của anh tôi biết chuyện, họ khẳng định sẽ xin được chuyển vùng cho tôi. Họ rất có địa vị trong xã hội, là những người có uy tín, nói được làm được. Vậy mà cuối cùng hết năm ấy, các anh ấy vẫn không xin được. Có lần tôi đang trên trường, chị tôi gọi điện báo năm sau tôi sẽ được chuyển vùng. Giọng chị mừng lắm. Chị là một người tuyệt vời, rất thương các em và hào phóng còn hơn cả con trai. Từ nhỏ chị luôn chăm chỉ và lo cho các em từng chút một. Chị nói chị xin cho họ hàng một người có địa vị trong ngành giáo dục chuyển xuống Hà Nội. Lúc đó chị tôi công tác ở Hà Nội và cũng rất có quan hệ. Người kia hứa sẽ chuyển dùng được cho tôi, coi như đổi nhau. Vậy mà hết năm đó, chị chuyển cho họ hàng người kia được rồi, mà người kia vẫn không chuyển được cho tôi. Mấy lần đó đều là người có uy tín và địa vị hứa, tưởng chắc như đinh đóng cột, vậy mà cuối cùng đều xảy ra trắc trở bất ngờ. Những trắc trở đó họ cũng nói lại, và quả thật là trắc trở bất ngờ đó có thật, rất dễ xác minh, không phải họ bịa ra. Cuối cùng kết quả là tôi vẫn không được chuyển dùng. Vậy mà như tôi đã nói, sau một thời gian ngắn thả bọn thú rừng tôi nuôi nhốt, thì tôi chuyển dùng được. Điều đặc biệt là lần này chẳng có ai hứa giúp cả, chuyển rất tự nhiên. Anh rể tôi ngồi chơi điện tử trên mạng, thế nào lại nhớ đến việc của tôi, liền vào một tuyển người gì đó ở trên mạng, thấy một trường tuyển giáo viên, thế là gọi tôi bảo đến thử xem. Lúc đó đang hè, tôi và chị tôi đến đó. Trường đó lại vừa tuyển được giáo viên xong, hai chị em lại tiêu nghỉu đi về. Mấy hôm sau tự nhiên có người gọi điện bảo đến thử việc. Quá ra trường kia, tuy có người rồi, nhưng chị hiệu trưởng trường có chơi thân với hiệu trưởng các trường khác. Sau khi chúng tôi ra về, tuy không nói gì, nhưng chị lại gọi điện giới thiệu tôi cho cô hiệu trưởng trường tôi đang công tác bây giờ. Thế là họ gọi tôi đến thử việc. Hôm đầu tiên tới, họ chỉ nói chuyện chứ chưa thử việc ngay. Họ hẹn hôm sau tôi tới dạy thử một bài hát mà họ quy định cho các em. Hôm sau tôi đến dạy thử, họ tập trung học sinh toàn trường lên sân và tôi dạy một bài hát. Lúc xuống, họ quyết định nhận ngay, thế là tôi chuyển dùng được. Lúc đó tôi chỉ thấy mình gặp may
mà không nghĩ gì đến con cu ly kia cả. Nhưng sau này tôi học Phật thì biết luật nhân quả. Tôi nghĩ lúc trước mình xin chuyển không được, có lẽ do mình đang nhốt rất nhiều thú. Lũ thú bị nhốt trong lòng đó cũng giống tôi, bị bó thân trong một vùng nhỏ hẹp. Tôi nhốt chúng là tôi gây nhân xấu, thì tôi cũng bị bó ở đó, phải chịu quả xấu. Dù có những người có địa vị, có thế lực xin cho tôi, thì tôi cũng không chuyển được. Khi tôi thả tự do cho tất cả bọn chúng là tôi tạo nhân lành, bản thân tôi cũng được hưởng nhân lành. Ông trùm xã hội đen. Lần đầu gặp, tôi thấy Mã Quỳnh đang phóng sinh chim trong niệm Phật đường cùng với một pháp hữu khác. Mã Quỳnh hiện nay hơn 40 tuổi, là một đại hán Sơn Đông điển hình, tướng mạo giống như nhân vật Võ Tông đánh hổ trong truyện Thủy Hử. Ông mày rậm mắt to, dốc dáng cường tráng, tính cách hào sảng, giọng nói như chuông ngân, nội lực mạnh mẽ, nhìn rất oai phong khí thế. Câu chuyện tu hành của Mã Huynh cũng lắt léo ly kỳ, có thể dùng câu Lãng Tử hồi đầu để mô tả. Ông luyện võ từ nhỏ, sau đó đi lính, thân thể rất dạm dở khang kiện. Sau khi giải ngũ, ông ở nhà. Khi luyện võ, có một số anh em tới tìm, dần dần lập thành một băng nhóm xã hội đen. Huyện Hoàng Đài nổi danh là nơi ăn chơi, có nhiều vũ trường, nhà hát, quán bar, thanh lâu. Thế nơi nào các dạng ăn chơi đấu đá càng phát, thì thế lực xã hội đen càng mạnh. Mã Quỳnh rất giỏi võ, lại thông minh khôn khéo. Sau nhiều lần tỉ thí, ông nhanh chóng đạt được vương vị và nổi danh trong giới xã hội đen. Ông tự lập đảng phái, làm trùm một cõi, thế lực ngày càng mạnh. Nghề nghiệp cũng phát tương đương, có đệ tử thuộc hạ rất nhiều, thập phần oai phong dũng mãnh. Một ngày vào năm 2003, ông đến phố Đại Tập, huyện Hoàng Đài dạo chơi. Tình cờ nhìn thấy một ông già bán tượng Quan Âm. Chẳng biết chất liệu tượng thế nào, nhưng ông vừa dòm, lòng đã rất hoan hỷ. Thế là ông lại gần hỏi giá. Ai dè tới 180 đồng. Ông thấy mắc quá nên bỏ đi. Một tháng sau, khi dạo chơi tiếp, ông cũng gặp lão già đó. Lần này lão hạ giá xuống còn 100 đồng. Nhưng ông vẫn thấy mắc nên không chịu mua. Bản thân là trùm giang hồ, nắm quyền sinh sát trong tay. Theo bình thường, nếu thích thì ông đã cưỡng đoạt từ lâu rồi. Nhưng đây là tượng Quan Âm, nên ông không dám dở thói giang hồ ngông nghênh. Qua nửa tháng sau, ông đi chơi, lại gặp ông già ấy nữa. Thấy tượng Quan Âm vẫn chưa bán đi, lần này không đợi ông hỏi, lão già tự động mở lời. Ngó bộ tượng Phật này cho ông có duyên dữ à. Thôi thì lão chỉ tính giá 60 đồng, xem như vừa bán vừa tặng đó nha. Nghe vậy, ông liền móc tiền ra trả, rồi đem tượng về nhà đặt trên bàn trong phòng ngủ của mình. Sau đó ngồi ngắm tới ngắm lui, lòng rất hoan hỷ. Một tối nọ, sau khi nhậu say bí tỉ, vừa về tới nhà là ông lăn ra đánh giấc. Khoảng 4 giờ sáng ông thức dậy uống nước, nhìn thấy tượng Quan Âm trên bàn. Ông chợt nảy ra ý nghĩ lạ lùng. Nghe nói Bồ Tát Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, phi thường linh ứng. Chẳng biết điều này có thực chăng? Nếu như có thực, thì hôm nay xin Bồ Tát hãy hiển linh cho tôi trông thấy rõ ràng, thì tôi mới tin. Ông vốn là một người vô thần, chưa từng biết khom lưng cúi đầu trước ai. Ông chẳng hề tin mấy cái thuyết nhân quả hay là có quỷ thần chi. Nhưng trước đây khi luyện võ, ông cũng thường ngồi tĩnh tọa. Xong đấy chỉ là luyện khí công mà thôi. Ông vừa vái thầm như thế xong, tự ngẫm nghĩ rồi tủm tỉm cười. Sau đó thì quay về giường ngủ tiếp, nhưng mà không ngủ được. Đang nhắm mắt mơ mơ màng màng, thì đột nhiên ông nhìn thấy tượng Bồ Tát Quan Âm như đang phóng quang. Ánh sáng màu vàng rực như tỏa chiếu rất ôn nhu. Ông nhìn ánh kim quang lấp lánh, lòng cảm thấy dễ chịu khôn cùng. Bỗng, ông giật mình bừng tỉnh, thì không thấy Bồ Tát phóng quang nữa. Nhưng hễ nhắm mắt lại,
thì thấy Bồ Tát La Hy đang phóng quang. Ông bắt đầu nghi ngờ. Chắc tại mình uống nhiều rượu quá nên sinh ảo giác đó thôi. Nhưng rõ ràng Bồ Tát đang cười tủm tỉm. Ông nhìn thấy mặt mày, ánh mắt ngài rất rõ. Thế là ông hết ngủ được. Tờ mờ sáng hôm sau, ông dội ra ngoài để tìm hiểu những gì liên quan đến Phật giáo. Sau khi hỏi thăm mấy người bạn, mới biết gần đấy có chùa Kim Lăng. Thế là ông lập tức đến đó. Đây là lần đầu ông đến chùa. Ông đi vòng quanh và xá chào trước mỗi điện, nhưng chả thấy có gì thần kỳ linh ứng. Trong lòng không khỏi chán nản. Nhìn thấy mớ sách thiện báo ứng nhân quả, chùa cho đọc miễn phí để kết duyên. Ông liền thỉnh mấy cuốn đem về nhà xem. Đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc với đạo, càng xem càng ưa, càng xem càng sợ. Ông nghĩ mình mấy năm nay làm toàn việc xấu, trong lòng bắt đầu hối hận hoảng sợ. Nhờ đọc các chuyện nhân quả báo ứng trong sách, ông hiểu ra tất cả ác nghiệp mình tạo đều là tội đáng đọa địa ngục. Xem xong mấy cuốn thiện thư rồi, Má Quynh suy gẫm lung lắm. Thế là trong lòng phát sinh thay đổi. Kể từ đó, ông tu sửa rất nhiều, hành xử không còn hung hăng dữ tợn nữa. Nhưng là dân trong giới giang hồ, mọi sự chẳng do mình tự quyết hết. Ông phải thường tham dự tiệc của Hắc Đảng. Chỉ là từ đó về sau, ông có niệm Phật, bái Phật. Kế đến, ông còn thỉnh một bức hình Quan Âm cưỡi trên con rồng đen về treo trên vách phòng khách. Rồi cao hứng, ông tới trước tượng khấu đầu mấy cái. Mãi đến một đêm thu năm 2008. Tối đó, ông về nhà, khoảng chừng 8-9 giờ. Vừa bước vào nhà thì thấy Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong hình treo nơi phòng khách, đang bước ra, đứng trên không nhìn xuống ông. Má Quynh hết hồn, vội quỳ xuống, vừa dập đầu như tế sao, vừa lớn tiếng réo gọi vợ mau ra xem. Lúc vợ ông chạy ra thì không còn gì. Ông ngẩng đầu lên thấy Bồ Tát trên không cũng biến mất. Lần này ông hết sức tỉnh táo, khẳng định 100% mắt mình nhìn thấy rõ ràng, chứ không phải là ảo giác. Bởi vì ông đã tận mắt nhìn thấy Bồ Tát Quan Âm, nhãn thần ghi khắc tận xương tủy. Cảm giác xúc động này như xuyên thấu cả người ông. Lần này thì ông đã tâm phục khẩu phục, triệt để hối ngộ. Ngày đó, ông liền phát thệ trước Bồ Tát Quan Âm. Từ đây con quyết sửa lỗi đổi mới, dứt khoát rời khỏi giang hồ, một lòng hướng thiện, nguyện làm lại cuộc đời. Mã Quynh tính rất dứt khoát, hễ nói là làm. Vì vậy hôm sau, ông triệu tập đám thuộc hạ, tuyên bố giải tán. Thà thiết khuyên họ từ bỏ việc xấu và giải thích. Thiện ác có báo ứng, nhân quả không dối, gieo gì gặt đó. Đừng để ác báo trổ rồi hối không kịp. Buông bỏ dễ, làm lại rất khó. Mã Quynh vốn tính hào sản, trọng nghĩa khí. Hồi trước thuở còn cầm đầu Hắc Đảng, hễ tay này thu thì tay kia chi ra, nên đâu có dành dụm được bao nhiêu. Vì vậy chẳng mấy chốc, ông đã lâm vào cảnh phải tìm kế sống. Trước tiên thì vay mượn người, sau đó thì cũng tìm được việc trong một hãng xưởng nọ. Bắt đầu đi làm, lương lãnh thấp, lại phải lao lực nhiều. Hoàn cảnh công tác mọi thứ xem như cực kỳ tệ. Nhờ ông có sức mạnh, yêu cầu cũng không cao, đã nhận việc thì ráng làm. Nhưng khó chịu nhất là phải làm nghỉ đúng giờ, chịu đủ luật lệ gò bó. Chưa kể còn phải nhìn mặt thượng cấp mà sống, mà hành xử. Thế không cẩn thận thì là bị lãnh đạo mắng té tát cho mất mặt. Tình cảnh này so với thời ông làm thủ lĩnh hét ra lửa, nắm quyền uy một thời, giàu ra luôn được anh em cúi đầu dân dạ, thì đúng là cách xa trời vực. Cứ thế, suốt thời gian dài, Mã Quynh cắn răng chịu đựng, luôn đi làm sớm và về thật muộn. Bởi ông sợ lỡ đi đường mà gặp người quen, sẽ bị họ cười chê. Khi đến xưởng thì ông vừa làm, vừa mãi miết trì chú chuẩn đề, nên chẳng giao tiếp với ai. Lúc về nhà thì đa số thời gian đều dành cho việc lạy sám hối trước tượng Bồ Tát Quan Âm.
Ông sám hối tất cả ác hạnh xưa kia, cầu Bồ Tát khoan thứ gia hộ. Như thế được hơn nửa năm, ông mới bắt đầu giao lưu cùng đám thợ trong xưởng. Nhưng hễ trò chuyện là ông khuyên người hướng thiện, tin nhân quả, vân vân. Sau này, nhờ ông cảm hóa mà trong xưởng có được hơn 70 người tin Phật, chịu thờ Phật. Một năm sau, đột nhiên ban lãnh đạo xưởng cho ông thuyên chuyển đến chỗ khác làm việc. Công tác nơi đây tương đối thanh nhàn, mấy ngày không làm cũng chẳng ai đến hỏi, lương cũng cao hơn nhiều. Mã Quynh hiểu rõ, đây là Bồ Tát Quan Thế Âm che chở, ngầm giúp ông có điều kiện để tu hành tốt hơn. Vì vậy, ông càng thêm tinh tấn. Chùa Hoa Nghiêm mỗi năm thường tổ chức đã thiền thất. Chỉ cần lúc rảnh không làm việc, thì ông đến tham gia, có khi tham dự ba thiền thất, hành trì không chút giải đãi. Lúc này, ông đã phát thiên nhãn thông, nhìn thấu suốt rõ ràng. Trong thời gian tham dự thiền thất, ông thường thấy thiền đường biến thành một ao sen cực lớn. Trên không có rồng vàng bay lượn chung quanh. Có lúc còn xuất hiện thiên nữ đến đạo tràng, trải qua mạng Đà La lên các vị đồng tu. Có lúc ông nhìn thấy các cảnh như trong kinh tường thuật, nhìn thấu xuống địa ngục, thấy vua Diêm La vừa mập vừa thấp, còn hai quỷ vô thường hắc bạch thì ốm, cao, nhưng trông dáng vẻ chẳng hung ác. Có lúc không nhịn được, ông đem những điều mình thấy hỏi thầy trụ trì Thường Tịnh, thì sư phụ luôn nhắc ông. Phàm những gì có hình tướng đều là hư giả. Cảnh lạ dù có hiện rồi cũng quá thành không. Ngàn gian lần chớ nên chấp trước vào đó. Nếu không sẽ bị lạc tà. Do ông có túc duyên rất sâu, khả năng thần thông càng tu càng phát mạnh. Sư phụ sợ ông chấp trước sẽ bị lạc ma cảnh, nên kể cho ông nghe rất nhiều chuyện người ta vì mê chấp, tham cầu thần thông mà bị tẩu quả nhập ma. Mã Huynh cung kính thọ giáo. Tham dự thiền thất xong, ông nhận thấy thời mạt pháp, đạo yếu ma mạnh, đám ngoại đạo thiên ma, yêu tà quỷ mị, tàn hại bừa bãi. Người tu nếu thiếu chút cảnh giác không cẩn thận, thì sẽ bị rơi vào cảnh quỷ ngay. Do vậy, ông liền phát đại nguyện. Cả đời, con xin dâng hết cho việc hộ trì chánh pháp, hộ trì người tu. Phát nguyện xong, ông lập tức đến Phật Sơn Cổ Tự ở Tứ Xuyên, Bành Châu, bái kiến Hòa Thượng Quảng Ngộ, là đệ tử của Đại sư Tế Trần, học pháp Uế Tích Kim Cang. Học xong, về nhà ông tiếp tục tu thiền định. Pháp Uế Tích Kim Cang thuộc Mật Tông đời Đường, cũng thuộc dạng giáo ngoại biệt truyền như Thiền Tông, là pháp môn phương tiện Phật Thích Ca đặc biệt khai mở, thuộc về biệt mật. Uế Tích Kim Cang được hóa thân Phật Thích Ca tuyên thuyết, lúc ngài thì hiện nhập Niết Bàn. Pháp này không sợ ô uế, cho nên gọi Uế Tích Kim Cang. Dùng đại thần lực hàng phục quỷ đạo, hộ trì người tu hành đời sau, còn có tên là Đại Quyền Thần Vương Phật. Đầu năm 2009, một tu sĩ tới tìm Mã Sư Huynh, vừa bước vào nhà thì đến trước Phật lễ bái. Lễ xong, thầy liền nói, quả là Bồ Tát Quan Thế Âm hiện hữu nơi Phật đường của ông. Thầy này là Pháp Sư Minh Đăng, đồ tôn của Hòa Thượng Hư Vân. Thầy Minh Đăng xuất gia từ nhỏ, cả nhà vốn rất sùng mộ Phật, nên từ ấu thơ thầy đã biết kính tin Phật Pháp. Lúc ở nhà thầy thường bế quan tu hành. Năm đó thầy bế quan giao cho muội muội hộ thất. Sắp tròn 100 ngày thì bỗng có một bà lão phát bị đến nhà thầy gõ cửa xin ăn. Lúc đó nhằm buổi độ ngọ, tức là dùng trưa. Phụ thân thầy đang ăn cơm, trên bàn có hai đĩa rau. Ông thuận tay liền trút một đĩa cho bà già. Bà lão bỗng ngước lên trời cười to rồi bỏ đi. Phụ thân không để ý, cứ tiếp tục ăn cơm. Lúc này Minh Đăng đang nhập định, bỗng thấy linh ảnh Bồ Tát Địa Tạng xuất hiện, bảo: vừa rồi Bồ Tát Quan Âm đến nhà, vì sao không ra nghinh tiếp? Thầy lập tức xuất định, kêu muội muội hỏi thăm,
Vừa rồi có ai đến nhà mình hay không? Mùi mùi đáp. Có, là một bà lão xin ăn. Và cô kể cho thầy nghe tình huống lúc đó. Thầy Minh Đăng liền dậm chân than. Chà, chúng ta làm lỡ mất dịp tiếp đón Bồ Tát Quan Thế Âm rồi. Trong các cổ sử Phật giáo thường kể, chư Bồ Tát hay hóa hiện qua thân phận ăn mày để độ sinh. Vì vậy việc này không có gì lạ. Sau khi chủ và khách đều yên vị rồi, Minh Đăng mới kể cho Mã Huynh nghe. Nguyên là mấy ngày trước, thầy mộng thấy Bồ Tát Quan Âm nói rằng hiện có hai vị cư sĩ đang cần bế quan và bảo thầy hãy nên tìm đến hộ thất giúp đỡ, tận sức chăm sóc họ. Ngài còn mách rõ tính danh và địa chỉ hai người này. Một người ở Tế Nam là nữ, còn một người chính là Mã Huynh. Sau đó hai bên cùng bàn luận Phật Pháp rất tương đắc hoan hỷ. Kế đến, thầy Minh Đăng gọi điện thoại dặn dò cho vị sư huynh ở Tế Nam lo liệu các việc cần, rồi dẫn Mã Huynh theo thầy đến khu thiền thất đặc biệt dành riêng cho người bế quan chuyên tu. Mã Huynh nhập thất đến ngày thứ hai, trong định thấy đích thân tôn giả Mật Tông Stomkhapa hiện ra, bảo: Ngồi thất này là đất thành Phật, nhất định ông phải tu cho tốt. Mã Huynh cảm thấy được khích lệ rất lớn, liền phát nguyện: Còn nhất quyết tu cho đến khi đạt chánh định vô thượng. Nhập thất đến ngày 21, các chủng tử xa xưa và túc nghiệp hiện hành, đủ loại cảnh tiền trần hậu thế tranh nhau kéo đến, khiến phiền não bùng khởi sâu xé, làm Mã Huynh suýt phát cuồng, khó thể nhẫn thọ, chỉ muốn đứng dậy xuất quan. Trong giây phút khốn khó, lúng túng nơi ải quan sinh tử, nằm giữa lằn ranh thành bại, thì đại sư Stomkhapa một lần nữa lại xuất hiện. Ngài giảng pháp tầm yếu đại thừa cho. Mã Huynh nghe xong thì cuồng niệm tan dần, đột nhiên trong khoảnh khắc, cảm giác thân như có vật gì rụng rơi và hoát nhiên nhập định. Đến lúc xuất định như có sở ngộ, Mã Huynh liền nói kệ: Ngàn dặm tới đây để bế quan, chỉ vì chưa thấy được trời xanh, bất ngờ đất bằng trên tiếng sấm, từ đây mê ngộ hết liên quan. Đến ngày 41, tâm khinh an hỷ lạc, pháp hỷ sung mãn. Xuất định rồi, ông lại nói kệ: Đảnh lễ tối thượng tôn, Thích Ca đại hiền nhân, còn này hết mê hoặc, từ đây rõ tự tâm. Đến ngày 46, thân tâm cầu dông, nhập đại chánh định. Lúc xuất định thì không còn khác biệt giữa xuất định và nhập định nữa. Ông lại nói kệ: Thân chưa xuất gia, tâm xuất gia, có tóc cũng như không tóc mà, từ nay học theo Bồ Tát hạnh, áo vải thay cho áo cà sa. Tối đó, công đức viên mãn, Mã Huynh cười lớn ra thất. Kể từ đó, ông bắt đầu hiện đại thần thông, quán độ chúng sinh. Xin kể sơ hai chuyện. Năm 2009, huyện Cao Thanh có một phụ nữ được chồng lái xe chở tới chỗ Mã Huynh. Cô này làm thần bà, là bà đồng, điển hình, quanh năm xem bệnh chữa trị cho người. Trước đây cô bị hồ ly dựa xác rất linh nên kiếm được bộn tiền. Tùy theo tham tâm ngày càng thịnh mà âm khí trên mình cô ngày càng lớn. Kết quả đã chiêu dời thêm hai con rắn đến dựa xác nữa. Hai bên hồ ly và rắn gá dựa thì tránh sao cho khỏi cảnh tranh quyền. Chúng đấu nhau một hồi, do hồ ly đạo hạnh cao hơn nên đã thắng. Nhưng hồ ly không gá dựa trên mình cô hoài, vì nhiều lúc nó phải quay về chỗ của nó. Do vậy, hai con rắn không cam tâm, chỉ đợi hồ ly vừa rời đi thì liền gá vào thân cô này báo thù. Cô này bị giày vò lăn lộn khó chịu, đau tới chết đi sống lại. Khi đó, cô đi bệnh viện khám, nhưng bác sĩ đâu thể trị loại bệnh này. Vì vậy, cô khám nhiều lần, tốn tiền lắm mà chẳng có kết quả. Chứng kiến vợ bị bệnh hành nguy hiểm,
chồng cô đi khắp nơi tìm người cứu. Đã đến rất nhiều chỗ, nhưng không ai trị nổi. Cuối cùng đành tìm đến Mã Quynh. Khi xe dừng trước cổng, phụ nữ nọ sống chết gì cũng không chịu xuống xe. Té ra hai con yêu gá trên mình cô, do quá sợ Mã Quynh nên phản ứng như vậy. Mã Quynh nhìn thấy chúng rất rõ, nên ông lập tức tri chú chuẩn đề, thỉnh thiên tướng đến thu phục hai con rắn, thì cô này mới chịu vào nhà. Lúc đó, mặt mày cô tái nhợt, lộ vẻ mệt nhọc, dưa dao thì nằm dài trên đất. Mã Quynh hỏi tà dựa xác. Vì sao hai người? Con rắn dựa xác lên tiếng, qua miệng của cô. Nó giải thích là chỉ định dựa vào cô sẽ bệnh cho người, nhưng do đấu không lại con hồ ly trên mình cô, nên thừa lúc hồ ly đi vắng, nhập vào báo thù. Còn khai là bọn chúng đã hút phân nửa khí huyết trên người cô rồi, chỉ còn lần nữa thì hút sạch. Mã Quynh biết rắn nói thật, vì ông quan sát thấy nếu cứ theo đà này, bà đồng kia không sống được 20 ngày nữa. Hai con rắn này gồm một lớn một nhỏ, con lớn thường trắng, còn con nhỏ màu trắng nhưng cuối thân có một lằn đen. Chúng sống lâu cũng đã 700-800 năm. Do có túc thế nhân duyên với bà đồng này, lại thêm tham tâm trong lòng bà quá cao, nên mới chiêu cảm chúng tìm đến. Trong tình cảnh này, chỉ có hòa giải đôi bên mà thôi. Mã Huynh hỏi con rắn. Dựa trên thân người này, các ngươi được lợi gì? Chúng đáp. Một là được gian danh, tiếng tâm đồn xa, còn có được nhiều đồng loại tìm tới quy phục, tăng thêm nhiều quyến thuộc, thế lực càng lớn. Hai là có nhiều lợi dưỡng cúng dường. Thấy người bị dựa kiếm được nhiều tiền thì phải cung phụng bọn chúng. Nhờ vậy mà hưởng dụng càng phong nhiêu. Thực ra thế giới loài rắn cũng giống như nhân gian, đều có tâm tham cầu vinh danh lợi dưỡng. Nhưng ở rắn, tâm thực đố mạnh hơn và tâm tranh đoạt cũng hung dữ hơn. Theo kiểu một mất một còn, mày chết tao sống. Mã Huynh bèn giảng Phật Pháp cho hai con rắn nghe, khuyên chúng hãy buông bỏ tâm tham sân si và nên giải oán kết cùng phụ nữ này. Khéo tích đức hành thiện, tu hành cho tốt, để tương lai được sinh vào cõi lành, tu thoát luân hồi, không còn thọ khổ nữa. Hai con rắn cùng kính thọ giáo, chúng đồng ý rời khỏi phụ nữ kia, nhưng ngỏ ý xin được theo Mã Huynh 5 năm để nghe Pháp tu hành. Mã Huynh chấp thuận rồi, thì phụ nữ kia lập tức đứng dậy, hồi phục như bình thường. Sợ cô ta sau này lại dẫm vào vết xe cũ, Mã Huynh liền hỏi cô có muốn lấy hồ ly ra khỏi thân chăng? Cô vội vã lắc đầu, lộ vẻ rất không đồng ý, vì sợ mất hết thần thông của hồ ly. Rồi thì sau này sẽ không kiếm được nhiều cúng phẩm tiền bạc béo bở nữa. Mã Huynh liền khuyên cô, hồ ly đó đã tu hơn 1.300 năm. Nếu hiện tại cô không chịu giải quyết cho dứt khoát, thì tương lai lúc nó bỏ đi, cô sẽ càng thê thảm hơn hiện thời nữa. Nhưng cô ta vẫn khăng khăng không chịu. Do tâm cô không hướng thiện, thì định nghiệp cũng khó chuyển. Cho dù Phật tái lai cũng khó độ người không duyên. Mã Huynh đành để tùy ý cô. Còn chuyện thứ hai, phức tạp lằng nhằng hơn, nhưng chúng sinh được quá độ rất nhiều. Cũng vào năm 2009, một học sinh ở huyện Hoàng Đài đột nhiên bị quái bệnh. Một lần ngủ tới mấy ngày, ăn uống vô độ, thấy bệnh phát nặng thì chửi rủa đánh mắng người. Do bệnh nghiêm trọng nên em phải nghỉ học ở nhà chữa trị. Do học sinh này là con trai duy nhất nên cha mẹ rất sầu lo. Cha em là giám đốc một hãng xưởng nọ, thuộc nhà giàu có, nên ông đã đem con đến rất nhiều y viện để khám, nhưng chữa trị không kết quả. Sau đó, ông đành đem con về nhốt trong nhà, giao cho người mẹ chăm sóc. Nhưng kỳ quái là, mẹ em sau đó cũng bị bệnh, đột nhiên bà bắt đầu hút thuốc, uống rượu. Những điều trước đây chưa từng làm. Tinh thần rất kích động, có lúc liên tục mấy ngày không ngủ, miệng luôn lẩm bẩm lầm thầm, chẳng biết nói gì.
Chứng kiến một gia đình đàng hoàng bỗng dưng thành ra như thế, cha em chỉ biết ngay mắt nhìn, tinh thần suy sụp. Tình cờ được người giới thiệu, ông tìm đến Mã Huynh, hỏi xem có cách nào trị chăng. Mã Huynh vừa nhìn qua đã biết ngay tình huống phức tạp, đơn giản là không dễ mó tay vào. Nguyên là bệnh của con trai và vợ ông này là do bị tà nhập vào quấy nhiễu. Nhưng tà trong đây không phải một, mà có tới năm vị, chủng loại cũng bất đồng. Trong đám dựa nhập này có một kẻ là oan quỷ, cũng không hề xa lạ, chính là anh ruột của giám đốc. Do y lúc sống công tác không thuận lợi, ở đâu cũng gặp trắc trở, lòng thập phần chán nản. Nhưng em trai y lại tài giỏi, sự nghiệp thành đạt. Vì muốn giúp anh, ông giám đốc có lòng tốt hỗ trợ cho anh tự lập một chi nhánh để anh tạo sự nghiệp riêng. Vốn tính tiết kiệm, người anh bèn chọn địa điểm xây dựng hãng xưởng nhỏ nơi một nền nhạc cũ bỏ hoang tại nông thôn. Mộ tổ tiên ông cũng nằm trong đây. Do bị cỏ tạp mọc đầy nên chẳng còn trông thấy mộ phần. Lúc đào nền lên, tài xế không nhìn rõ tình huống nên đã cho san ủi hết mộ tổ tiên, khiến xương cốt dùng này bị trộn lộn rối beng. Ngay ngày hôm đó, anh của ông giám đốc đến hiện trường chỉ huy, xui xẻo bị một tảng đá từ trên cao rơi xuống đè nhẹp, khiến anh chết không toàn thây, thi thể máu thịt bay nhầy, thân biến dạng hoàn toàn, thảm đến chẳng nỡ nhìn. Do anh chết chẳng lành, lúc thần thức lìa thay, oán khí dâng tràn. Anh cho rằng do tại thằng em nên mình mới gặp nạn đột tử như thế, nên nhất quyết báo thù. Biết em mình cưng nhất đứa con trai một, nên anh đã gá dựa vào và hành xác thằng nhỏ, khiến toàn gia người em đau khổ, sợ hãi khó kham. Tài sản cũng bị tổn thất hư hao. Trước tiên, Mã Huynh nói chuyện với vong linh người anh, giải thích rằng việc em ông làm là xuất phát từ lòng tốt, muốn giúp anh tạo sự nghiệp. Nhưng anh bị hoạnh tử là ngoài ý muốn, chẳng nên oán trách em mình. Nhưng oan quỷ nói, trên đời này cái gì cũng có nguyên nhân. Kiếp trước, người em này từng hại y và thiếu nợ y rất nhiều. Đời này do họ đầu thai cùng làm anh em, nên hắn mới có hảo tâm giúp y, nhưng lại khiến y chết thảm. Vì vậy, nợ tiền kiếp lẫn hiện kiếp gì, y cũng nhất quyết phải thanh toán cho xong. Mã Huynh khuyên, oán thù nên giải chứ nên kết. Nếu y đồng ý, ông sẽ siêu độ cho y về thiện đạo hưởng phúc. Nhưng oan quỷ rất cố chấp, khăng khăng nhất định đòi báo thù. Bất đắc dĩ, Mã Huynh đành trì chú thỉnh Diêm Vương đến, cưỡng dắt hồn y đi chỗ khác đầu thai. Nào dè chừng 2 tiếng sau, thấy oan quỷ lại lót tót quay về. Té ra sau khi Diêm Vương tra sổ xem án đời trước, thấy rõ ràng người em quả có thiếu nợ y rất nhiều. Y muốn báo thù là do định nghiệp xui khiến. Đây là lẽ đương nhiên. Diêm Vương cũng không có quyền can thiệp, đành phải thả cho y trở về, được phép tùy ý báo thù. Hiểu rõ định luật nhân quả rồi, thì không ai có thể sửa đổi, chỉ nương vào hòa giải khiến hai bên hài lòng mà thôi. Mã Huynh tiếp tục khuyên ông giám đốc là người em nên sám hối nghiệp tiền khiên, đồng thời cần phải bỏ tiền ra tạo công đức hồi hướng cho anh. Bản thân Mã Huynh cũng sẽ làm lễ siêu độ cho người anh giáng sinh thiện đạo, ly khổ đắc lạc. Oan quỷ nghe nói vậy thì cuối cùng cũng chấp nhận. Y bày tỏ, trước tiên sẽ không hành hạ con trai người em nữa, nhưng nếu muốn y rời đi thì phải chờ xem người em biểu hiện lòng ăn năn và chuộc lỗi có thành tâm hay không, rồi hẳn tính. Việc này coi như tạm xong. Trừ oan quỷ này ra, trên mình em học sinh kia còn có 4 loài khác dựa xác, gồm một con rắn bạch, một con rắn hồng, một con hồ ly, một con sói hoang. Con bạch xà cầm đầu cả nhóm, bọn chúng cùng kết làm quyến thuộc với nhau. Theo Mã Huynh tả thì con bạch xà này dài khoảng 50 mét, to như thùng nước. Nó tù đã hơn 1000 năm. Bà ngoại của em học sinh này xưa vốn là bà đồng, quanh năm xem việc cho người. Kể từ thuở đó,
bốn vị này đã tìm tới gá dựa rồi. Sau đó thì chúng gá tiếp vào chồng bà. Thân xác ông ngoại em học sinh này do âm khí quá nhiều nên ăn không tiêu và sớm tà thế. Vì đã có thúc duyên cùng nhau từ đời trước, nên bốn con yêu này hiện đang gá vào thân bà vợ giám đốc, để bà tiếp nối tổ nghiệp làm bà đồng. Nhưng do hiện thời trên thân bà giám đốc này dương khí còn quá mạnh, nên bọn chúng không thể gá nương. Vì vậy trước tiên phải hành đứa con trai độc nhất của bà, buộc bà phải sầu lo tiều tụy, sức khỏe bị ảnh hưởng sẽ khiến dương khí suy sụp. Khi đó chúng sẽ gá vào thân bà. Mã Huynh lại đàm phán cùng chúng, bốn vị này rất có thiện căn, lập tức đồng ý sẽ không quấy nhiễu nữa. Nhưng ra điều kiện là Mã Huynh phải sắp xếp thời gian làm lễ siêu độ, cầu cho chúng vãng sinh cõi thiện. Mã Huynh hoan hỷ đáp ứng. Ngày hiện trường, ông truyền tam quy cho chúng và ban pháp danh Minh Tâm, Minh An, Minh Lý, Minh Đắc. Hàm ý là kể từ đây, sau khi chúng quy y theo chánh pháp rồi, thì tâm an lý đắc, tu hành giải thoát. Mã Huynh kể, khi đó Bạch Xà đã thổ lộ tâm tư rất cảm động. Tôi nghĩ nên thuật lại để cảnh tỉnh mọi người. Vì cõi súc sinh là một trong tam ác đạo, hết sức khổ. Bốn con vật dừa xác này đều có thọ mạng hơn ngàn năm trở lên. Chúng đã trải qua biết bao cuộc phong vũ tang thương, chứng kiến bao triều đại đổi thay. Chúng sống được đến giờ phải nói là chuyện không dễ. Nhưng chúng khẩn cầu Mã Huynh dốc sức siêu độ vì muốn được vãng sinh thiện đạo. Nên khi thỉnh cầu như vậy, có nghĩa là chúng chấp nhận kết thúc thọ mạng còn dài đang sở hữu, chấp nhận từ bỏ cuộc sống hơn cả ngàn năm, đã có thần thông và tình nguyện được mau chóng chết. Do vì quy luật trong vũ trụ là chỉ có thông qua thân người mới có thể tu hành giải thoát, nên những loài ở cõi súc sinh vĩnh viễn không thể tu thành chính quả, thoát luân hồi. Chỉ trừ một thiểu số cực ít, đặc biệt mới có ngoại lệ. Những thiểu số này chính là Phật, Bồ Tát thị hiện. Chẳng hạn như trong Kinh Pháp Hoa có Long Nữ 8 tuổi thành Phật. Long Nữ sở dĩ có thể chuyển thân nam ngay, lập tức thành Phật. Ngoại trừ bậc thượng trí lợi căn ra, thì quan trọng nhất vẫn là tâm xả ly. Bởi Long Châu không những có giá trị liên thành, mà đối với loài rồng còn là quan hệ sinh tử. Một khi bị mất đi, tính mệnh sẽ khó bảo toàn. Nhưng Long Nữ không chút do dự, đã đem bảo châu cực quý trong tay hiến cúng Phật và lập tức thành Phật. Có thể giải thích rằng, nhóm Bạch Xà gồm bốn vị chủng loài khác nhau đó. Tâm xả ly của họ so với Long Nữ có thể nói là dị khúc đồng công. Vì xà cũng thuộc Long tộc, mà loài rắn biết cầu tiến thường hiếm. Có hai trường hợp cho chúng là: một, phải hội đủ nhân duyên phúc báo lớn mới gặp được bậc tu hành cao thanh tịnh, có tâm từ bi đủ sức niệm Phật siêu độ cho chúng, nương vào Phật lực gia trì mà chúng được trực tiếp sinh sang cõi tịnh của chư Phật. 2. Khi báo thân súc sinh kết thúc, chúng sẽ tiếp tục đầu thai, mang thân người, được hữu duyên gặp Phật Pháp, có thể theo trình tự thứ lớp tu hành, vượt thoát luân hồi. Nhưng hai tình huống này tính ra rất hy hữu khó gặp, xem như khó chồng khó. Bạch Xà nói, chúng tôi muốn có được thân người tu hành đã rất khó, khó cực kỳ. Nhưng đa số loài người các vị có được thân người lại không biết trân quý, không biết nương vào thân người để nắm bắt cơ hội tu hành, lại tham mê ngũ dục, túng tình phóng dật. Một khi mất thân người, trầm luân đọa lạc, có muốn tu hành cũng khó. Tôi thực là ước ao thèm muốn, và tiếc cho loài người các vị. Sau khi Mã Huynh bàn bạc ổn thỏa cùng bốn kẻ dựa xác xong, thì chúng vui vẻ rời đi. Lập tức em học sinh kia bình an trở lại, trạng thái hồi phục bình thường. Không ngờ mẹ em thần trí tiếp tục bất ổn. Quả ra lại có những chúng sinh khác gá vào. Mã Huynh vừa hỏi, mới biết đó là cha mẹ ruột của bà đã mất.
nhân vì lúc sống họ bị gá dựa làm đồng, chết rồi thần thức không thể chuyển sinh, thảy đều trở thành quyến thuộc của quỷ Dương La Sát, nhận chịu đòn roi thọ khổ hết chỗ nói. Họ cũng năn nỉ cầu xin được siêu độ. Mã Huynh hoan hỷ đáp ứng. Sống trước vừa đi, sống sau liên tục tới, tất cả đều là lịch đại tổ tông của mẹ em học sinh. Do lâu nay họ lưu lạc trong quỷ đạo, giờ nghe tin biết Mã Huynh sắp tổ chức đại lễ, nên dội đến cầu xin ông siêu độ cho. Bởi hữu duyên thì đến. Mã Huynh đều nhất nhất đáp ứng. Nhóm cuối cùng là hai vị rất lạ. Khi họ nói lai lịch ra, mọi người tại hiện trường đều kinh ngạc hết hồn, bởi vì đó là hai vị trời ở cõi Tứ Thiên Vương. Do bọn họ vốn có túc duyên với gia đình này, thuở còn sống nhờ biết tu thập thiện, trọng tạo công đức, nên sau khi chết rồi, họ được sinh vào tầng trời thấp nhất của dục giới là cõi Tứ Thiên Vương, cùng vui hưởng phúc trời. Nhưng giờ đây họ vẫn ngỏ ý cầu xin Mã Huynh siêu độ cho. Mục đích của họ là muốn được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mã Huynh có chút nghi ngờ, liền chất vấn. Hai vị trời bèn giải thích. Mặc dù cõi Tứ Thiên Vương có phúc báo thù thắng, thọ mệnh tới 500 tuổi. Một ngày ở đây bằng 50 năm nhân gian. 500 tuổi thọ cõi trời này tương đương 9.125.000 năm ở trần gian. Thế nhưng phúc trời một khi hưởng hết rồi, thì chúng tôi vẫn phải theo nghiệp đã tạo trước đó mà thọ sinh. Nếu phúc đã hưởng hết rồi, thì e là vẫn có thể bị đọa vào ba cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tiếp tục cảnh luân hồi thọ khổ trong lục đạo. Vì vậy hiện thời, tuy cảnh vui nơi cõi thù thắng vi diệu vượt xa cõi người, nhưng ngẫm lại không được rốt ráo bền lâu, nên chúng tôi thấy chẳng có gì đáng lưu luyến. Vì vậy mà đồng muốn xả bỏ thọ mệnh cõi trời để cầu giáng sinh cực lạc, chủ yếu là nương nguyện lực Phật A-di-đà tiếp dẫn. Nhưng muốn được vậy cần có đủ nhân duyên chín mùi, mà nhân duyên hiện thời được gặp ngài đây đúng là hy hữu khó có. Thế nên chúng tôi mới phải hiện thân khẩn khoản thỉnh cầu ngài. Ngài chỉ cần đáp ứng nhận làm lễ cầu cho chúng tôi thôi, không phải lo gì khác. Hai vị trời còn đề xuất thêm một yêu cầu nữa. Họ kể rằng vị lãnh đạo địa phương này vốn có túc duyên cùng họ, và cũng khai báo rõ họ tên của viên quan đó cho Mã Huynh biết. Họ khẩn khoản thỉnh cầu thầy khi cơ duyên đến, xin hãy từ bi, xét theo căn cơ mà quá độ cho ông ta tin Phật, niệm Phật dùm. Hiện nay, vị lãnh đạo này với sự cảm hóa của Mã Huynh cũng đã bắt đầu tin Phật, tu tập rồi. Mã Huynh sau khi nghe hai vị trời bày tỏ nỗi lòng, liền phát đại bi tâm, vui vẻ nhận lời, ấn định thời gian làm lễ siêu độ cho hai vị trời. Chuyện thiên nhân cầu siêu độ thật là hiếm có, đáng để chúng ta khảo chứng. Chuẩn bị đầy đủ xong rồi, mấy ngày sau, vào đêm nọ, Mã Huynh đúng hẹn tổ chức đại lễ siêu độ cực lớn. Trước tiên, ông làm lễ triệu thỉnh các chúng sinh đến ứng cúng. Sau, gia trì pháp thực, cam lồ thủy để họ hưởng dụng tận tình. Cuối cùng là cung thỉnh chư thánh. Mã Huynh hướng dẫn các chúng sinh hiện có đồng chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật và cung thỉnh chư Phật Bồ Tát Quang Lâm từ bi tiếp dẫn. Theo như Mã Huynh và những người có thiên nhãn đồng chứng kiến và tường thuật, thì tối đó Phật Quang Đại Hiển không trung tràn ngập những đóa sen hồng, Tây Phương Tam Thánh và vô số Bồ Tát đồng hiện thân đến. Các chúng thiên nhân, quỷ, súc sinh, sở hữu đều có mặt tại hiện trường, tùy theo thiện căn và túc nghiệp bất đồng, mà hướng đi của họ cũng khác nhau. Những vị đủ phúc thì vào được liên qua liền bay lên, toàn bộ đồng theo Phật A-di-đà giảng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn những ai không vào được liên qua, thì Bồ Tát Quan Thế Âm hướng dẫn họ đầu sinh cõi thiện, đợi nhân duyên chín mùi, sau đó nghe pháp thực hành,
tu đến giải thoát. Đại lễ kéo dài 4 tiếng, các cõi chúng sinh đều được đại hoan hỷ, mỗi mỗi tự thác sinh vào chỗ của mình. Người tham gia cũng tiêu trừ nghiệp chướng, pháp hỷ sung mãn. Đối với Phật Pháp, càng sinh khởi tính tâm kiên định, không gì sánh bằng. Long Thọ ghi: Phá thai là tội nặng. Hiện nay trong xã hội, vấn đề phá thai ngày càng nghiêm trọng. Quả báo phá thai rất đáng sợ, không những ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, mà còn tạo nên thống khổ cực lớn cho tâm tư lẫn sức khỏe của nữ giới. Hơn nữa, tương lai còn phải chịu khổ báo nơi địa ngục. Chúng ta phải tận lực đề xướng yêu quý thân mạng, ngăn cản cấm việc phá thai. Đệ tử tại gia của Phật nên sống chung thủy, tiết dục, giữ gìn và quý trọng sức khỏe của mình. Riêng đối với người đã phá thai, không phải chỉ sám hối thôi, mà còn phải phóng sinh, tụng kinh hồi hướng cho dòng thai mới mong giải oán kết. Ngày nọ có một nữ sĩ họ Kim đến phòng mạch chúng tôi khám bệnh. Cô trông rất thanh tú, búi tóc trái đào, dung nhan buồn thảm, mặt tối sầm, trông rất tiều tụy. Vừa vào cửa, cô Kim thống khổ, nói thật nhỏ: Bác sĩ, xin hãy giúp tôi, cứu tôi với, cả người tôi đau đớn. Tôi bắt mạch cho cô ta, thấy mạch mệt mỏi vô lực, như vừa trải qua cơn bệnh nặng. Tôi liền hỏi: Cô dạo gần đây có phá thai không? Cô Kim bật khóc, sụt sùi kể: Tôi năm nay 35 tuổi, khó khăn lắm mới có được em bé. Mang thai được 7 tháng, đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói tim em bé phát triển không ổn, tốt nhất nên đình chỉ việc mang thai. Thế nhưng trong lúc tôi đang do dự chưa quyết, thì bắt buộc phải dâng theo ý người nhà, triệt phá cái thai 7 tháng đó đi. Kể từ hôm phá thai xong, tâm lực tôi suy sụp cùng cực. Mãi cho đến nay, lúc nào tôi cũng có ý muốn tự sát, rất thống khổ. Bác sĩ hãy cứu tôi với. Kim nữ sĩ vốn là người có sự nghiệp thành đạt. Cô kết hôn đã 3 năm, rất khao khát có con. Năm nay nguyện ước cuối cùng cũng đạt được. Nhưng do thời kỳ đầu mang thai, cô thường phải ra ngoài công tác, lại thêm chuyện xã giao thù tạc với khách, dẫn đến việc tạo nghiệp sát sinh liên miên. Cô đã không biết bảo vệ sức khỏe mình trong lúc mang thai, lại chẳng có cơ may được nghe giảng hay biết đến Phật Pháp. Suốt 7 tháng mang thai, cô cũng không gặp được người bạn Phật tử nào. Do chẳng biết bảo vệ thai tốt, mới tạo thành bi kịch như vậy. Nhìn Kim nữ sĩ đau khổ, tôi khuyên: Cô không nên kích động. Phá thai đối với phụ nữ rất nguy hiểm. Cô phá đứa con đã 7 tháng, lại càng nguy hiểm hơn. Sát nghiệp phá thai hết sức nghiêm trọng, không những gây tổn hại sức khỏe bản thân, mà còn làm giảm thiểu hạnh phúc, ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp gia đình về sau. Bây giờ ngoài việc chữa trị bằng thuốc men, cô còn phải thành tâm thành ý sám hối các sát nghiệp đã tạo. Hãy vì dòng thai, tụng kinh Phật Thuyết Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni Kinh, ít nhất 7 bộ, hàng ngày nên tụng đều đặn 1-2 bộ. Có thể quỳ tụng rồi hồi hướng cho dòng thai bị phá, giúp nó nghe Phật Pháp sớm vãng sinh thiện đạo. Cô Kim nghe xong gật đầu. Được 1 tháng rưỡi cô đến, tôi thấy mặt mày cô đã đổi khác, nhan diện tươi hồng, tinh thần phấn chấn. Cô hấn hở mách tôi: Hiện giờ sức khỏe em đã hồi phục 9 phần, tâm lý cũng thoải mái, không còn tư tưởng muốn tự sát nữa. Thật là cảm tạ bác sĩ quá. Nhìn cô sống lại, tìm được niềm vui, tôi bảo: Cô không cần cảm ơn tôi, hãy cảm tạ Phật Pháp. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, vì vậy ta phải dùng lòng từ bi đối với mọi chúng sinh, không nên làm thương hại. Từ vô thị kiếp đến nay, do không được nghe hay biết đến Phật Pháp mà chúng ta tạo ra vô lượng tội, làm thương hại vô số chúng sinh. Cho nên ta phải thành thật nhận ra lỗi lầm của mình, không oán trời trách người, chí thành sám hối, trọng làm công đức hồi hướng cho những kẻ bị mình làm tổn hại. Có như vậy mới mong được chúng sinh tha thứ. Khi cô về nhà, nên thường xuyên đọc, nghiên cứu kinh Phật cho nhiều. Ráng xem kinh Kim Cang, Sư Tuyền Quá Giảng để hiểu ý nghĩa quan trọng của cuộc sống.
Xem xong kinh, cô sẽ biết mình phải làm sao. Chính trong bước đường học Phật tu hành thực tiễn, sẽ tìm ra con đường ly khổ được vui, nếm mùi vị đại giải thoát, sống một đời có trí tuệ, và thai nhi bị phá cũng nhờ nghe kinh, nương theo đó mà giải oán. Lá thư tuyệt mệnh. Có một chàng nông dân mặc y phục thời cổ, tay cầm nông cụ, đang bước qua cái cầu cây. Chợt anh nghe có tiếng động trong nước, liền quay đầu lại nhìn thì thấy có một cánh tay đang ló trên mặt nước, quơ quơ. Nghĩ là ai đó đang chơi đùa bơi lội, nên anh liền bỏ đi. Mới tiến tới vài bước, anh bỗng nghĩ lại. Thời tiết lạnh thế này đâu hợp để chơi đùa bơi lội. Thế là anh quay đầu dòm lại, phát hiện không phải người ta chơi đùa mà là đang giãy giụa trong nước. Tuy anh có chạy tới, nhưng do không biết bơi nên đành đứng yên, dương mắt nhìn người kia chìm dần trong làn nước. Sau đó anh nhìn quanh, bắt gặp hành lý nạn nhân để lại trên đất. Có tới mấy kiện hàng, trông rất hấp dẫn, khấm khá. Anh vội mở ra xem, thì thấy bên trong có một di thư, nhiều ngân lượng và rất nhiều của cải. Trong di thư, người chết viết, đại khái nói là do mình làm ăn thất bại, không còn mặt mũi về quê gặp cha mẹ vợ con, đành để lại số tiền và của cải này, xin ủy thác cho người qua đường nào bắt gặp. Xin hãy chuyển giao đến thân nhân kẻ bất hạnh dùm. Anh nông dân sau khi nhìn thấy mớ tài sản này thì động lòng tham. Dù nhà người chết ở cách đó không xa, nhưng anh chẳng làm đúng theo thư tuyệt mệnh đã ủy thác, mà nhẫn tâm độc chiếm toàn bộ của cải. Còn nghĩ thầm, đâu có ai chứng kiến mà lo. Quả báo phá hủy tượng Phật, đốt kinh sách. Câu chuyện xảy ra vào khoảng rằm tháng 7 năm 2014 tại tỉnh xá Liên Hoa, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đang ngồi tụng kinh cùng sư phụ, bỗng có hai vợ chồng ẵm một đứa nhỏ, tay chân quặt quẹo khoảng 6 tuổi, mặt mũi ngô nghê. Mẹ của bé quỳ xuống bàn thờ Phật và thưa với sư phụ. Còn không biết làm lỗi gì mà sanh phải một đứa con trai quanh năm nó không cười không khóc, nằm im một chỗ. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều do con làm hết. Bà nó thì đi làm lo cho hai mẹ con. Cuộc sống gia đình chúng con khổ không sao tả hết. Sư phụ tôi kêu ẵm bé tới gần sư phụ. Tự nhiên nó khóc thét lên, khóc như chưa bao giờ được khóc. Bà mẹ nó ngạc nhiên vì từ trước tới giờ nó chưa hề khóc hay cười một tiếng. Sư phụ mới nói rằng, đứa bé này kiếp trước là quân lính, nghe lệnh vua đốt chùa, đốt kinh, đập phá tượng Phật, bắt sư hoàng tục, nên kiếp này phải bị như vậy, không có trí tuệ và phải nằm một chỗ. Lúc đó tôi mới hỏi thầy, tại sao phải bị như vậy? Vì nếu không nghe lời vua sẽ bị chém chết. Đáng lẽ ông vua đó bị tội thôi. Người lính ngày xưa có câu, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung mà sư phụ, sao người lính cũng bị cộng nghiệp luôn. Sư phụ mới giải thích cho tôi như vậy. Này Phúc Diệu, giả như con đi chợ, con mua cá, nhưng con sợ tội sát sanh, con nhờ người bán cá làm cá dùm. Người bán cá cũng biết đập đầu con cá làm ăn tội, nhưng vì cái nghề kiếm tiền để nuôi bản thân và gia đình, nên họ phải làm, chứ họ cũng sợ lắm. Cũng giống như anh lính đi lính, được vua trả lương, nghe theo lời vua làm chuyện có tội thì cộng nghiệp chung. Giống như người ăn cá và người làm cá đều bị tội hết. Sau đó sư phụ nói với ba mẹ đứa bé, hai vị từ nay hãy ăn chay, làm phước, tụng kinh hồi hướng công đức cho đứa bé này, để cho nghiệp của nó tiêu bớt, bệnh tật cũng sẽ từ đây mà tiêu trừ. Đứa bé bỗng nín khóc, ba mẹ đứa bé chắp tay cung kính tin nhận lời sư phụ. Nhân đây sư phụ cũng có lời khuyên đệ tử khi đến các ngôi chùa, không được tự ý lấy những vật trong chùa dù nhỏ nhất. Khi được chùa mời dùng cơm, ăn xong mình cúng dường lại tiền, ít cũng được. Không leo trèo lên cây hay ngồi lên tượng Phật. Thấy chùa có rác hay dơ chỗ nào
thì mình cầm chổi quét, công đức vô lượng, phúc diệu. Tôi có vị sư đệ tên Quả Trí ở Thượng Hải. Mẹ chồng cô tin Phật mấy mươi năm, nhưng là người tà kiến, ngàn bướng khó độ, luôn luôn cho mình là đúng. Lại hay ác khẩu, ưa phê bình, nói lỗi người. Vào thời tà giáo Pháp Luân Công thịnh hành, bà biến thành đại tướng tiên phuông, hăm hở gom kinh sách tượng Phật trong nhà đem thiêu hủy hết và bắt đầu tuyên truyền tà giáo, phỉ báng Phật Pháp. Nửa năm sau, miệng bà sinh ung bướu phải mổ hai lần, sau đó còn bị may cả hai mép. Miệng thường rỉ nước hôi dơ nên thường dùng khăn lau mãi và phải mổ tới lần ba. Mổ rồi thì bệnh lại tái phát tiếp diễn mãi không lành. Khi tôi tới nhà Quả Trí, thấy mặt bà đã đổi sắc xanh đen. Tuy thân không còn khỏe, nhưng bà vẫn rất cố chấp, ôm tà kiến mạnh mẽ, hung hăng không chịu nghe ai khuyên. Tôi bảo Quả Trí hãy tụng kinh Địa Tạng giúp cho mẹ chồng, bởi bà tạo ác quá nhiều, hủy bán tam bảo, giọng ngữ tà kiến, tội khẩu nghiệp quá nặng. Bà lại hay sát sinh ăn thịt, không nghe ai khuyên, mạng của bà không còn thọ nữa. May là có con dâu tu theo chính pháp, biết giúp bà, nếu không chắc chắn bà sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ Thọ khổ. Ngày 14 tháng 4 năm 2007, Quả Trí gọi điện báo tin mẹ chồng cô mất ngay sáng hôm đó, thống khổ không thể tả. Mặc dù dưới sự hướng dẫn của Quả Trí, cộng đồng gia quyến dù không tin Phật cũng ráng hộ niệm cho bà gần 2 tiếng. Trong suốt quá trình niệm Phật, Quả Trí luôn quỳ cạnh mẹ chồng. Cô thấy mặt bà đang biến tướng rất hung dữ, thầm đoán biết bà đi về nơi không tốt. Người chân voi. Thái Tiên Sinh năm nay 67 tuổi, người Triều Châu. Năm 1941, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, quê nhà bị dây hãm, sinh hoạt bị ép ngặt. Thời thanh niên, ông ly hương qua nước Thái Lan mưu sinh, hiện đang cư ngụ tại miền Trung Thái Lan, sống bằng nghề buôn bán. Hai chân ông bệnh giống như chân voi đã 9 năm rồi. Thái Tiên Sinh rất ưa ăn thịt ngỗng và uống rượu. Hằng ngày mỗi tối, ông dùng một mâm thịt ngỗng và nửa vò rượu. Ngày nào cũng thế. 10 năm trước, ông theo đoàn du lịch đến miền Đông Bắc Trung Quốc du ngoạn và được ăn qua một lần món chân gấu vang danh cổ kim, khiến ông ra về cứ nhớ nhung mãi. Tiếc là chỉ có lần đó, vì sau khi về đến Thái Lan thì ông không còn dịp thưởng thức món chân gấu quý giá đó nữa. Cho dù là vậy, Thái Tiên Sinh vẫn ưa ăn chân ngỗng, vì nó có chút mùi vị tương tự. Từ đó, ông thường dùng chân ngỗng nhắm rượu cho đỡ nhớ chân gấu. Sau này có người bày ông cách dùng chân ngỗng, nói rằng không những mùi vị có thể ngon ngang chân gấu, mà còn có thể giúp bổ tinh tráng khí dưỡng thần, là phương pháp bí truyền của các quân vương thời cổ đại. Thế là Thái Tiên Sinh học cách chế biến chân ngỗng. Tại trên cái bàn sắt, chung quanh có lan can bao kín, ông bắt con ngỗng sống thả lên bàn, để nó đứng như vậy, rồi sau đó nổi lửa, đun củi bên dưới nung nấu dần dần. Tùy theo nhiệt độ gia tăng, bàn sắt từ từ nóng lên, con ngỗng dần dần chịu hết nổi, bèn co một chân lên. Nhiệt độ càng tăng cao, hai chân ngỗng đều chịu hết thấu, phải vừa co vừa buông, giống như khiêu vũ vậy. Lúc này, ngỗng có muốn chạy trốn cũng không được, vì chung quanh đã rào kín. Đợi bàn sắt nóng đến đỏ rực, thì hai chân ngỗng nhảy liên tục như điên, như cuồng phong bão vũ. Nó liều mệnh mà nhảy, chỉ có nhảy và nhảy thôi. Sau đó, nó nổi khùng, cong lung tung, cổ dương ra hết ga, phát ra tiếng kêu thê thảm ai oán, rồi té xuống. Bây giờ thì hai chân nó bỗng đỏ sưng phù, nhưng chưa tắt hơi. Thái Tiên Sinh thấy vậy, liền nhanh nhẹn chặt chân nó đi. Ngỗng đau đớn ngất xỉu rồi tỉnh dậy, lại tiếp tục hôn mê rồi chết. Nhưng lúc này Thái Tiên Sinh bất quản, chỉ quan tâm đến việc đem chân ngỗng ra ngoài rửa sạch rồi nấu với thuốc, chụm lửa riu riu. Theo truyền thuyết, khi con ngỗng vũ trên bàn lửa xong, toàn thân khí huyết đều tập trung xuống đôi chân,
thịt ngỗng cũng biến thành vô vị, không có giá trị dinh dưỡng bổ béo gì. Lửa bàn sắt nung nấu khiến máu huyết toàn thân đều tập trung xuống chân nó, gọi là chân ngỗng luyện đan. Thái tiên sinh cứ thế mà ăn chân ngỗng luyện đan mấy năm ròng. Sau đó chân ông phát bệnh, vừa đỏ vừa sưng phù giống hệt chân voi. Từng khớp xương trên thân đều đau đớn, bác sĩ nào cũng khám qua, uống đủ thuốc đông y lẫn tây y mà vẫn vô hiệu. Một ngày chân ông đau hết 24 giờ, cả năm chịu đau 365 ngày. Thống khổ này dày do hành hạ ông suốt 6 năm ròng rã. Khổ đến không chịu nổi, nhiều lần ông muốn tự sát. May được hiền thê giữ lại và hiếu tử khuyên lơn, ông mới ráng kéo dài hơi tàn. Một đêm nọ, ông mơ thấy một bầy ngỗng không chân tìm đến, hung bạo mổ cắn. Lúc tỉnh dậy, toàn thân ông xuất hẳn mồ hôi dầm dề. Ông liền tưởng đến bệnh của mình, ắt là có liên quan đến việc ăn chân ngỗng. Vì ông đem con ngỗng còn sống, nhốt trong bàn sắt nướng nó, chứng kiến nó khiêu vũ trên lửa thảm thương. Càng nghĩ càng tim kinh thịt rung, bất giác ông nhìn xuống đôi chân sưng đỏ của mình. Ôi chao, giống hệt như chân ngỗng mới vừa khiêu vũ nhảy nhót trên lửa xong thì bị cắt đi vậy. Chính do thèm khát ăn chân ngỗng mà ông đã tạo nhân ác, nên bị hồn quỷ của ngỗng đòi nợ. Báo ứng, báo ứng, không ngờ nhân quả báo ứng nhanh như thế. Bây giờ lương tâm tỉnh giác, ông nhờ vợ dìu ra ngoài cổng, quỳ xuống chí thành hướng trời cao sám hối. Ông phát thệ nguyện: từ ngày nay trở đi không sát sinh, không ăn thịt, nguyện thanh khẩu trường trai, ăn chay đến chết. Bà vợ ở bên cạnh cũng phát nguyện ăn chay theo ông. Nói ra cũng lạ, kể từ sau khi ông hướng trời sám hối, lập nguyện xong, chân không còn sưng đau nữa, chỉ có hình dạng bên ngoài nhìn thấy rất khó coi, cử động bị khó khăn thôi. Đến nay ông không uống thuốc hay tìm bác sĩ chữa bệnh nữa, bởi vì ông hiểu đây chính là chứng cứ oan gia tìm đến báo oán, cho nên không muốn chữa trị làm chi. Thôi thì cam chịu lưu cái chân voi này làm bằng để cảnh giác người sau, chớ vì dục vọng ham sướng miệng nhất thời mà sát sinh. Phải biết thức ăn vừa qua cổ họng là biến thành chất thải, nếu tạo ác nghiệp sẽ bị báo ứng mãi mãi không ngừng. Đúng như thánh xưa từng nói, quả phúc không cửa, do chính ta tự chiêu báo ứng của thiện ác, như bóng tùy hình. Thái tiên sinh nếu được thì nên làm nhiều việc thiện, tạo công lập đức, vì chỉ có công đức mới có thể giúp tiêu oán giải nghiệt, nghiệp hết, bệnh trừ. Chứng bệnh sợ bóng tối. Trần nữ sĩ tuổi hơn 40 đang cùng chồng đến bái kiến hòa thượng diệu pháp. Bà kể từ nhỏ tới giờ hễ trời vừa tối là phát sợ, cho nên trước khi trời tối bà luôn thắp sáng hết mọi phòng trong nhà. Nếu không thì sau khi trời tối bà sẽ không còn dũng khí vào phòng thắp đèn. Và nếu có vật gì rơi từ trên giường xuống chỗ tối, bà đều chẳng dám lượm lên, bởi vì chỉ cần nhìn thấy bóng tối là bà sợ rét run. Từ nhỏ đến giờ, bà đã đi rất nhiều bệnh viện, gặp nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Tính sợ bóng tối luôn phiền nhiễu bà, khiến bà rất khổ. Sư phụ nói kiếp trước bà là một nam nhân ít, trong nhà nghèo tới mức ngay cả dầu thắp đèn cũng không mua nổi. Tại hương thôn xã X trú ngụ, có một gia đình thiện lương. Vào những đêm không trăng, gia đình này luôn thắp đèn dầu cho treo ngoài cổng lớn, nhằm giúp soi sáng đường cho khách bộ hành, để cho họ dễ nhìn ra điểm đến và tránh cho họ nỗi sợ hãi trong bóng đêm. Nhưng tên X nghèo nàn này lại khởi tâm tham xấu. Hắn thường lợi dụng đêm khuya, lén trộm hết dầu trong đèn đem về nhà. Đèn bị tắt rồi, khiến người đi đường sinh tâm hoảng sợ và không nhìn rõ phương hướng. Nhân nào quả nấy, do vậy mà đời này bà luôn sợ hãi bóng đêm. Nửa cái bánh. Gia đình ông Trình có ba người, sau khi quy y Phật rồi thì giữ giới rất nghiêm. Nhà ông giàu có ngàn vạn, lại một bề trì giới chu toàn,
khiến mọi người rất kính phục. Xem ra phú quý học đạo cũng không khó, mấu chốt nằm ở chỗ bạn có huệ căn và cùng Phật có duyên hay chăng thôi. Con trai của ông Trình Vĩ vừa mới lên cao trung, ngày nọ tan học chàng ra về cùng các bạn. Trong nhóm có bạn X đang đói bụng nên đã mua một cái bánh nướng. Vừa mới cắn một miếng thì X nhổ ra ngay rồi vứt miếng bánh ra xa. Trình Vĩ hỏi, sao lại ném bánh đi? X nói, dở quá, ăn không ngon. Đang trả lời thì X đi đến gần cái bánh vừa ném đó, thuận chân anh đá nó văng ra xa thêm mấy mét nữa. Trình Vĩ vội chạy đến lượm cái bánh lên đưa cho bạn, ôn tồn nói, đừng có vứt bỏ bánh như vậy rất uổng, bạn hãy ăn đi nha, lãng phí lương thực là có tội nhiều lắm đó. X cười khẩy bảo, bánh này tôi mua, không ưa thì ném đi, có tội gì chứ hả? Nếu anh sợ lãng phí thì tự mà ăn đi. Trình Vĩ nói, vậy tôi ăn thay anh nha. Nói xong liền ăn cái bánh đó. Khi mẹ Trình Vĩ mách hòa thượng chuyện này, mắt bà đỏ lên. Bà nói mình đã khóc khi nghe con trai thuật lại cảnh trạng đó. Hòa thượng nghe xong, nhìn thật lâu vào cậu con trai đang ngồi im lặng bên mẹ, mỉm cười khen. Con trai ngoan, học tập giỏi, tiền đồ sáng lạng vô cùng à. Ba Trình Vĩ nói, Trình Vĩ ngày nhỏ rất ưa tĩnh tọa, có lúc nó chơi đùa trong nhà, khi tìm thì chẳng thấy đâu. Do chẳng nghe tiếng mở cổng lớn nên con và mẹ nó rất thắc mắc. Cùng đi tìm thì bỗng nghe tiếng động trong tủ quần áo. Chúng con mở tủ ra, nhìn vào thấy thằng bé đang ngồi xếp bằng trang nghiêm trong đó. Mắt nhắm, miệng chẳng nói lời nào, nhưng giống như đang niệm gì đó. Con kéo cháu ra hỏi, ngồi trong đây làm chi? Nó đáp, con không biết. Thưa sư phụ, ngài nói xem, thằng bé này có duyên với Phật phải không? Nó luôn nói tương lai mình không kết hôn, chẳng thèm chú phiền làm chi. Hòa thượng bảo, đúng đấy, các người ráng nuôi dạy nó cho tốt, để nó làm thiện tri thức cho Phật giáo, tương lai sẽ cống hiến rất lớn cho đạo. Ba Trình Vĩ nói, còn có một việc nghĩ hoài không hiểu, ôm thắc mắc mãi suốt bao năm nay. Xin thỉnh giáo sư phụ, con vốn chỉ có tấm bằng cao trung, sau đó gặp cơ hội, chỉ tính làm ăn nhỏ thôi. Ngờ đâu việc hết sức phát đạt, thuận lợi vô cùng, mãi cho tới giờ. Sự nghiệp quá thành công có lúc khiến bản thân con cũng lấy làm lạ. Vì có nhiều người bằng cấp rất cao, lại cực kỳ thông minh, thậm chí ra làm việc sớm hơn con. Nhưng trước sau không phát, hoặc có hưng thịnh được mấy năm, thì bị suy sụp. Còn con thì không những phát đạt thuận lợi, mà còn may mắn được gặp Phật Pháp, biết niệm Phật tụng kinh, tình ấn kinh, tạo Phật tượng. Công việc làm ăn ngày càng tốt. Đây không thể nói là không có phúc báo. Sư phụ có thể giảng cho con hiểu, con đã trồng nhân tốt gì trong quá khứ mà được kết quả như hôm nay chăng? Sư phụ nói, vấn đề này phải do chính mình tự tham thiền, công phu đạt, thì sẽ hiểu minh bạch thôi. Chắc hẳn anh làm ăn từ sáng đến tối, toàn lo kiếm tiền, không có thời gian tĩnh tọa. Để cho Trình Vĩ và mọi người hiểu rõ nhân quả, tôi sẽ kể cho nghe một câu chuyện. Thời Phật Thích Ca Mâu Ni trụ thế, lần đó có hơn ngàn vị đệ tử Phật đang ngồi trong giảng đường, chăm chú nghe ngài thuyết pháp. Khi đó có một vị tỳ kheo ngồi ở tận ngoài cùng, gần cổng lớn. Trong bụng đột nhiên vang lên tiếng sôi rồn rột. Nhưng do các tỳ kheo quanh đó đang chú tâm nghe pháp nên không ai để ý. Vị tỳ kheo này bỗng nghe phía sau mình có tiếng cười, liền quay đầu lại dòm, thì thấy ngoài cổng có một bé trai khoảng 9 tuổi đang cười hi hi, mồm đang nhai gì đó, tay còn cầm nửa cái bánh. Nhỏ tiếng nói, sư đói hả? Tỳ kheo gật đầu. Thế là thằng bé tặng nửa cái bánh cho vị tỳ kheo, rồi xoay mình bỏ đi chơi tiếp. Hòa thượng bảo ba Trình Vĩ, đứa bé đó là tiền thân của anh, do biết vị tỳ kheo nửa cái bánh đang lúc đói lòng, giúp ông ta vững tâm nghe pháp, công đức này hết sức lớn.
Đây chính là nguyên nhân khiến đời này anh giàu có sung túc. Trong kinh Địa Tạng nói, đời vị lai nếu có thiện nam thiện nữ ở trong Phật Pháp, trồng chút thiện căn bằng hạt cát, mấy tơ sợi tóc, thì phúc lợi được hưởng không thể ví dụ. Trong đời vị lai, nếu có thiện nam thiện nữ gặp kinh điển Đại Thừa, hoặc nghe một câu, một bài kệ, phát tâm ân trọng, tán thán cung kính, bố thí cúng dường, thì người đó được phúc báo lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể hồi hướng cho Pháp giới, thì phúc này không thể ví dụ. Đứa bé kia do hiếu kỳ mà đến cổng giảng đường nghe mấy câu Phật Pháp, có thể bé chẳng hiểu rõ nghĩa lý. Nhưng trong nhiều đời sau, từ đó đến nay, nhân duyên chín mùi, bé không những thành đệ tử Phật mà còn rất giàu có. Chính là anh đây. Phải biết, vị tỳ kheo được bé tặng nửa cái bánh lót dạ lúc đói lòng. Nhờ vậy mà vững tâm nghe Pháp Phật, được khai ngộ và chứng quả. Nhân đây mà có duyên với anh. Biết đâu chừng, đời này cũng đến tụ hội và cùng anh gặp gỡ, chung sức hoằng dương Phật Pháp. Chỉ cần anh không ngừng tu tinh tấn, chịu khó tham thiền tĩnh tọa, sẽ có ngày anh hiểu rõ hết. Còn những người làm ăn mà sự nghiệp không thành công, đa phần do đời trước hoặc đời này họ không chịu bố thí, hoặc đã từng tạo nhiều chướng ngại khác. Muốn chuyển biến vận mệnh thì phải biết cách bố thí, làm nhiều việc từ thiện, ích quốc lợi dân. Và nhất là không nên sát đạo dâm vọng, thực hành trì chí bền tâm thì có ngày sự nghiệp sẽ thành. Những người giàu sang mà sau đó tiền tài bị tan thất, đa số là tại họ tiêu tiền tạo nghiệp mà ra. Chẳng hạn như tạo nghiệp tà dâm hưng thịnh, vì muốn ăn ngon sướng miệng mà tạo lâm sát nghiệp, hoặc là họ kiếm tiền bất chánh. Thí như kiếm tiền bằng cách tạo các nghiệp sát đạo dâm vọng. Một khi nhân duyên chín mùi, ác báo sẽ hiện tiền. Cho nên những ai làm ăn sinh sống theo nghiệp tà thì nên sớm chuyển nghề, phải gìn giữ thân khẩu ý, sửa đổi hành vi xấu, sám hối tội lỗi, bỏ ác hành thiện, thì sẽ thay đổi được ác báo dị lai.